cao nhược hy là người nhan sắc bình thường có thành tích học tập không tốt là một người kém cỏi nhất trong nhà trên cô có chị gái dưới cô có em trai cha mẹ yêu chị gái thương em trai nhưng lại luôn ghét bỏ cô ấy thế mà cô lại yêu thầm thẩm bạch quang người con trai sáng chói như ánh mặt trời ba năm liền vì có thẩm bạch quang làm ánh sáng soi đường cao nhược hy không ngừng nỗ lực cố gắng thay đổi bản thân nhưng sau bao nhiêu năm kiên trì cố gắng và đấu tranh không ngừng đó Liệu cô có thể thay đổi được số phận nghiệt ngã của mình? Liệu cô có thể dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với anh? Câu chuyện tình yêu hấp dẫn của một cô gái có xuất phát điểm thấp, nhưng vì tình yêu mà không ngừng nỗ lực cố gắng thay đổi vận mệnh này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tim chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Thầy còn đi học, trong lớp các bạn có một người bình thường giống như cô không? Thành tích không tốt, cũng không tệ, vẻ bề ngoài cũng tầm thường. Tính cách thì hướng nội, không thích giao lưu với bên ngoài, không có bất kỳ tài lẻ nào nữa. Vốn dĩ cô cũng không thể thi đỗ vào trường trung học phổ thông số 1 đâu. Nhưng vì năm đó trường xây dựng thêm một phân hiệu, mở rộng tuyển sinh, điểm trúng tuyển thấp hơn so với năm trước mười mấy điểm. Cao Nhược Hy miễn cưỡng trúng tuyển vào trường. Mẹ cô nhìn thông báo trúng tuyển thì thở dài thường thượt. Chị của con năm sau sẽ học đại học, em trai con cũng sắp thi lên cấp 3 rồi. Thành tích học tập của chị cô rất tốt, là niềm tự hào của bố mẹ cô, Em trai cô là con trai, là hậu thế của bố mẹ. Còn cô... Giống như khi ra ngoài chợ, mua mấy cân thịt ba chỉ loại ngon, ông chủ lúc nào cũng sẽ hỏi cho bạn thêm một vài miếng thịt lợn cũ không bán được. Cô chính là miếng thịt bán kèm mà người ta không thích ấy. Hôm đó trời đổ mưa lớn, trong nhà như thể bị bao phủ bởi một chiếc túi ni lông, vô cùng nực nội. Họ yên lặng nhìn cô, mong cô sẽ từ bỏ chính mình. Duy nhất chỉ có người bạn thân Châu Di hùng hùng hổ hổ gõ cửa nhà cô. Nghe nói cậu cũng thi đỗ, chúng ta lại có thể học cùng cấp 3 rồi, tốt quá đi. Khác với cô, Châu Di có vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích tốt, là người con gái sáng lấp lánh. Nếu như không phải ở cùng một tòa nhà từ nhỏ tới lớn, có lẽ cô và cô ấy sẽ không trở thành bạn của nhau. Cao Nhược khi nắm tay Châu Di, như thể đang lấy sức mạnh trên người của cô ấy, nói từng câu từng chữ. Bố, mẹ, con muốn tiếp tục đi học. Cả một mùa hè, cô đều cố gắng hết sức giúp bố mẹ nhào bột làm bánh bao. Chị gái thì đang đâm đầu vào ôn luyện để chuẩn bị thi. Em trai ngày nào cũng đi chơi với bạn bè, cầm theo tiền tiêu vặt ra quán nét lên mạng. Tới trước đêm khai giảng, mẹ cô đếm đi đếm lại số tiền trong tay, không tình nguyện nói. Bố mẹ đối xử công bằng với các con, nếu như con đã muốn học tiếp, vậy thì học tiếp đi. Nếu như mẹ cô công bằng, không thiên vị thì tại sao lại phải nhấn mạnh như vậy chứ? Cao Nhược khi và Châu Di được chia vào cùng một lớp, còn có cả người đứng đầu khối tên là Thẩm Bạch Quang. Rất nhanh Châu Di đã làm quen được với rất nhiều bạn mới. Cô ấy cũng dẫn cô tới cùng tham gia cuộc tụ tập của các bạn nữa trong lớp. Họ đều khoác vai bá cổ với cô. Vào cái tuổi 15-16 ấy, chính thời thanh xuân kích động. Thẩm Bạch Quang có vóc dáng cao, vẻ ngoài tuấn tú, thành tích tốt, chơi bóng rổ rất giỏi, hát cũng rất hay, luôn được mọi người chú ý. Sau khi tan học, có rất nhiều bạn nữ sẽ tụ tập ở cửa sổ bàn tán rôm giả, nhưng thực ra là tới để ngắm cậu ta. Nhưng cô không có cảm giác. Trừ việc bị Châu Di kéo đi giao lưu với mọi người thì cô chỉ đọc sách và làm bài tập. Khi đó cô không có ước mơ, đọc sách giống như là một bản năng hơn. Cho tới tiết thể dục hôm đó. Từ trước tới giờ Cao nhiều khi không thích vận động. Vào thời gian hoạt động tự do, cô sẽ trốn ở dưới bóng dâm mà đọc sách. Vì đọc quá nhập tâm, thế nên không hề nghe thấy có người đang hét. Kết quả là một quả bóng bụp một tiếng đập vào đầu khiến cho cô ngã xuống. Rất nhanh thẩm bạch quang chạy như bay tới. Cậu ta đứng phía trên, ánh nắng mặt trời buổi chiều xuyên qua những kẽ lá cây mộc lan, chiếu xuống dưới, khiến cho những giọt mồ hôi trên chóp mũi cậu ấy ánh lên như những hạt pha lê. Mặt cậu ta tràn ngập ý xin lỗi, đưa tay về phía cô, cao nhược hy cậu không sao chứ hả cậu nhớ cả họ tên của cô trong khoảnh khắc ấy não cô như thể là bị đình trệ cậu ta thấy cô không trả lời thì thuận tay giúp cô nhặt quyển sách lên kết thể dục mà còn học chăm chỉ thật cuối cùng cao nhược hy cũng lấy lại thần trí mà nhào qua nhưng đã muộn rồi thẩm bạch quang nhìn thấy rồi quyển sách được bọc gọn gàng bằng giấy báo bên ngoài viết hai chữ toán học Thực ra là cuốn tiểu thuyết trinh thám cô thuê ở ngoài tiệm sách. Là cuốn mật mã cái chết. Mà lúc này động tĩnh ở chỗ cô đã làm thầy thể dục chú ý tới. Thầy đi qua vừa hỏi tình hình của cô, vừa nhìn về phía cuốn sách đó. Cao Nhược khi lo lắng tới nỗi thì muốn nhảy ra ngoài. Nếu như bị phát hiện ra cô đọc truyện trong giờ, bị mắng một trận rồi viết bản kiểm điểm là còn nhẹ. Chắc chắn sẽ bị tịch thu sách. Lúc mượn sách ông chủ đã nói, Cuốn này tiệm của ông chỉ có duy nhất một quyển. Nếu như làm mất thì phải bồi thường gấp 10 lần. Cao Nhược khi đau khổ than trong lòng, tưởng rằng chắc chắn là tiêu đời rồi. Không ngờ tới thẩm bạch quang lại nhanh tay nhanh chân buộc một tiếng, gấp cuốn sách lại, mặt không đỏ tim không đập mà nói. Giải đề toán mà cậu cũng nhập tâm như thế, đúng là chẳng có ai như cậu cả. Thầy thể dục đã bị lấn lướt qua mặt. Sau khi thầy ấy rời đi, thẩm bạch quang trả lại quyển sách cho cô, trêu chọc không ngờ cậu thích tiểu thuyết trinh thám đấy tôi tưởng cậu chỉ thích học hành cơ cuốn sách này lần trước tôi chỉ mới đọc được một nửa lúc nào cậu đọc xong thì nói cái kết cho tôi nhé cao nhược khi bóp chặt bìa sách trái tim đập rất nhanh còn chưa đợi cô trả lời thì cậu ta đã bị bạn gọi đi chơi bóng rồi đêm hôm đó cô trốn trong chăn thức cả đêm dùng đèn pin để đọc hết cuốn tiểu thuyết rất lâu không thể đi vào giấc ngủ lúc thì nhớ lại tình tiết của câu chuyện lúc thì lại nhớ tới câu nói đó của thẩm bạch quang. Tôi tưởng cậu chỉ thích học hành thôi. Thế nên cậu ta cũng có chủ ý tới cô đúng chứ? Liệu cậu ta có... Cao Nhược khi dùng chăn quấn bản thân thành con nhộng, lăn đi lăn lại trên giường không dám nghĩ tiếp nữa. Đây chính là khởi đầu của chuyện yêu thầm nhỉ? Sẽ đem một ánh mắt, một câu nói của đối phương, hồi tưởng lại rồi phân tích hết lần này tới lần khác dù cho thực ra đó chỉ là vì cậu ta tiện mà nói ra một câu thôi giờ ra chơi ngày hôm sau cô lấy hết can đảm bắt chuyện với thẩm bạch quang tôi đọc hết cuốn sách đó rồi tôi nói cái kết cho cậu nhé cao nhiều khi đã nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó hàng trăm lần trong lòng thế nhưng vừa mới mở miệng thì lớp phó học tập đã khoác lấy vai cậu ta và nói đi đi đánh bóng thôi thẩm bạch quang bị kéo đi vài bước sau đó quay đầu nói với cô nhiều khi Cậu có chuyện gì vậy? Cao Nhược khi lắc lắc đầu, thẩm bạch quang quên rồi. Hoặc có lẽ hôm qua, cậu ta chỉ vì muốn hóa giải bầu không khí nên mới tiện miệng nói ra thôi. Nhưng cô lại cứ ngốc nghếch coi nó là thật. Khi bạn bắt đầu để tâm tới một người, thì tất cả mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Rõ ràng trên sân có mấy trăm người, nhưng cô chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy cậu ta. Mùi vị của nầm bò xào chua ngọt và trứng xào cà chua là không tồi, Chẳng trách cậu ta thường hay tới đây Trưa thứ ba mỗi tuần Thẩm Bạch Quang sẽ tới phòng phát thanh Để hát ca khúc Lớp 12-2 Cậu ta hát còn hay hơn cả bản gốc của ca sĩ Có những lúc cậu ta chỉ khẽ cười với cô Mà khiến trái tim cô đập loạn cả ngày trời Cao nhược khi mua một cuốn nhật ký có khóa Bên trong viết đầy những tâm sự của thiếu nữ Hôm đó trời mưa rất lớn Cao Nhược khi cùng với Châu Di đi xe buýt tới trường. Xe đi tới nhà máy bông lanh số 2, thì thẩm bạch quang và một vài bạn nam lục tục đi lên xe. Sắc trời âm u, trời mưa xối xả. Cậu ta giơ tay lên chào hỏi, nụ cười giống như là một tia sớm sét, sạch ngang chân trời âm u. Nhiều khi, Châu Di, các cậu cũng đi xe à? Châu Di sảng khoái cười đáp, còn cô thì lại căng thẳng tới nỗi, không thể điều chỉnh vẻ mặt. Giống như thể là một đứa xấu xí cứng ngắc vậy. Mấy nam sinh ấy đứng ở bên cạnh hai người bọn họ, Tay của thẩm bạch quang bám vào sau ghế dựa, đè vào một lọn tóc của cô. Nhưng cậu ta lại không hề phát giác ra, cứ thế mà nói chuyện về bóng rổ với các bạn khác. Tim của Cao Nhược Hy đập rất nhanh, hồ hấp dường như cũng ngừng lại. Không dám nhúc nhích, đầu óc toàn là những suy nghĩ linh tinh. Có phải tóc cô có rất nhiều dầu không? Đáng lẽ hôm qua cô nên gội đầu mới đúng. Đuôi tóc sờ hết rồi, liệu sờ vào sẽ rất thô phải không? Rõ ràng là trong nhà có dầu xả, thế nhưng cô lại lười nên cô đã không thèm dùng châu di vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với cô thấy cô không có phản ứng gì cô ấy nhìn cô rồi nghi ngờ hỏi sao mặt cậu đỏ thế cao nhược hy cực kỳ căng thẳng khẽ nói có lẽ là trong xe nóng quá châu di nhìn cô rồi vỗ tay vào thẩm bạch quang bạn thẩm mà cậu đè vào tóc nhược hy rồi thẩm bạch quang khựng lại lập tức buông tay ra rồi liên tục nói lời xin lỗi Lực đạo nằm lấy sợi tóc đó đã được buông ra rồi. Trái tim cô cũng như thể trống không vậy. Lúc tới nơi, mấy bạn nam đi xuống xe trước. Cao Nhược Khi và Châu Di thì đi theo sau. Rõ ràng cô ấy có ô, nhưng mà cứ phải chen chúc đi cùng một chiếc ô với cô. Tay ôm lấy eo cô, mập mờ hỏi. Có phải cậu thích thẩm bạch quang đúng không? Cao Nhược Khi căng thẳng nhìn về phía trước. Cậu nhỏ tiếng thôi, đừng có nói bừa. Châu Di phụt cười một tiếng, Sợ gì chứ Trời mưa lớn như thế cậu ta không nghe thấy được đâu Cô ấy đưa tay ra gãi gãi vào chỗ nhột của cô Cậu còn giấu tớ nữa Có coi tớ là bạn không thế Cao Nhược Hy vội vàng chống lại tấn công của cô ấy Rồi hỏi ngược lại Vậy cậu thích cậu ta không Từ nhỏ tới lớn Ở nhà Cao Nhược Hy là cái bóng của chị gái và em trai Ở trường cô chính là người làm nền bên cạnh Châu Di Lúc học cấp 2 có một bạn nam khá tuấn tú đối xử với cô khá tốt ai cũng nói cậu ta thích cô cao nhược hy cũng cảm thấy vui vui trong lòng nhưng sau này mới biết được cậu ta tiếp cận cô là vì châu di nếu như châu di cũng thích thẩm bạch quang cô nghĩ tới cũng sẽ mãi mãi không thừa nhận tâm ý của mình châu di ôm chặt lấy eo cô ăn nói hùng hồn tôi không thích kiểu như cậu ta cậu ta có gì tốt đâu chứ trái tim đang treo lơ lửng trên cao của cao nhược hy từ từ hạ xuống, đỏ mặt khẽ giọng cãi lại. Thẩm Bạch Quang còn không tốt ư, thành tích tốt, biết chơi bóng, hát cũng hay nữa. Châu Di bị tai lại nói, chật chật chật, cậu đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà. Từ hôm đó trở đi, cô bắt đầu có thói quen xem dự báo thời tiết. Ngày nào cũng mong ngóng trời mưa, ngày nào cũng sẽ gội đầu. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, kỳ thi giữa kỳ cũng tới rồi. Cho dù cô có cố gắng học tập, thì cũng chỉ tiến lên được 10 bậc, vẫn là học sinh đội sổ ở trong lớp. Mang bảng xếp hạng về tới nhà, mẹ cô đang trộn nhân bánh. Ba liếc nhìn tay cô một cái, vô cùng chê bai. Thành tích này đúng là lãng phí tiền của bố mẹ cho con học. Chẳng bao lâu chị gái cô đã học xong lớp tự học buổi tối về nhà. Mẹ hỏi thành tích của chị. Khi biết điểm toán của chị ấy mới được 8 điểm, thì mẹ cô đầy lo lắng. Chân chân à, hay là mẹ đăng ký cho con một lớp học thêm nhé? mặt chị cô ngẹt ra. Không cần đâu ạ. À, lần sau con sẽ thi tốt. Sau khi chị cô đi vào phòng, mẹ cô liền bảo: con trộn cho mẹ, để mẹ đi pha cốc sữa cho chị con. Bà ấy pha hai cốc, một cốc cho chị, cốc còn lại cho em trai cô. Mỗi lần đều như vậy. Bà ấy lúc nào cũng quên mất còn có cô ở đây. Thành tích thi của Châu Di đứng thứ hai trong lớp, thứ năm toàn khóa. Thế nên cô ấy bị dì giả giáo huấn một trận. Cô ấy là con gái một sau khi dì giả ly hôn xong toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy yêu cầu rất cao chỉ cần không đứng thứ nhất thì là thất bại cao nhược hy dùng số tiền mừng tuổi của mình để mua cho cô ấy một thanh sô cô la an ủi cô ấy vị trí số một vốn dĩ đã rất khó thi được cậu đã rất đỉnh rồi châu di cười khổ nói nhược hy có những lúc tớ thực sự rất ngưỡng mộ cậu chú và dì từ trước tới giờ chưa từng ép cậu bạn ngưỡng mộ một người bên cạnh bạn nhưng thực ra cũng có người đang ngưỡng mộ bạn. Sau khi thi giữa kỳ xong, theo thói quen, thầy Trương chủ nhiệm lớp sẽ căn cứ vào thành tích mà xếp chỗ ngồi. Thẩm Bạch Quang là người chọn đầu tiên. Cậu ta chọn một vị trí cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài sân bóng rổ. Châu Di là người chọn thứ hai, cô ấy chớp chớp mắt với cô rồi chọn vị trí bên cạnh Thẩm Bạch Quang. Sau khi gần như tất cả mọi người đều đã chọn xong rồi, Châu Di cười hít mắt đi tìm cô, bạn Nhược Hy này, tôi rất thích chỗ ngồi của bạn, chúng ta đổi chỗ đi. Cao Nhược Hy rất ngạc nhiên, thành tích của cô không tốt, lúc tới lượt cô chọn thì đã không còn bao nhiêu chỗ ngồi nữa rồi. Thế nên cô là người xếp thứ ba từ dưới đếm lên. Châu Di kéo cặp sách của cô, ngay ra đó làm gì, đổi đi. Cao Nhược Hy ôm một chồng sách, bước từng chút từng chút về phía thẩm bạch quang. Tim đập cực kỳ nhanh, giống như là đang chạy về phía ánh sáng trong lòng cô thế nhưng vào lúc cô định đặt sách của mình xuống bàn thì một bàn tay đã kéo cô lại là lý lăng lớp phó văn nghệ của lớp cô cô ta ở cùng một khu với thẩm bạch quang từ nhỏ tiểu học cấp 2 đều là bạn cùng lớp quan hệ rất thân thiết đều là con gái cả thế nên chỉ cần vừa nhìn là cô đã biết cô ta cũng thích thẩm bạch quang lý lăng nhíu mày nói nhược khi các cậu làm thế này không hợp lý nếu như châu di không muốn ngồi chỗ này vậy thì cũng phải để người thứ ba chọn trước cô ta chính là người thứ ba đứng trong lớp tôi muốn ngồi chỗ này lý lăng mỉm cười nhìn về phía thẩm bạch quang bạch quang chúng ta làm bạn cùng bàn nhé ánh nắng buổi trưa sán lạn chiếu lên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của thẩm bạch quang cậu ta mất kiên nhẫn mà nhìn lý lăng cậu có thể đừng làm gián điệp cho mẹ tôi nữa được không rồi lại quay qua cười cười với cô nhiều khi cậu ngồi đi đúng rồi cậu đã đọc xong quyển sách đó chưa? Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như thể đang chơi xích đu bay vọt lên cao, thì ra cậu ta vẫn ghi nhớ. Lý Lăng cắn răng, đỏ mắt bừng bừng rời khỏi. Bắt đầu từ ngày hôm đó, cô trở thành bạn cùng bàn của Thẩm Bạch Quang. Cứ cách 3 năm ngày, lá ngăn bàn của cậu ta lại đầy những lá thư màu hồng. Thẩm Bạch Quang rất ít khi mở ra xem, chứ đừng nói là trả lời lại. tết thể dục hôm đó, vì trời mưa thế nên đã bị thầy vật lý chiếm mọi người đều đang chăm chú làm bài tập lúc cánh tay trái của thẩm bạch quang chạm vào cánh tay phải của cô hơi nóng không ngừng truyền tới cả người cô như thể bị điện giật trái tim đập nhanh cánh tay đang viết bài cũng không dám động đậy nữa thẩm bạch quang lại không hề phát hiện ra điều dị thường cứ duy trì tư thế này mãi cho tới khi chuông báo hết giờ vang lên cậu mới đứng dậy rời đi cuối cùng cô cũng dám hít thở mạch vấn đề vệ sinh của lớp là do học sinh trong lớp tự quét dọn hai người một nhóm hôm đó lớp phó lao động đã viết tên hai người bọn họ ở dưới góc bên trái trên bảng đen từ lâu thẩm bạch quang cao nhược hy hai cái tên được viết ngang hàng cùng một nơi cao nhược hy bắt đầu miên man suy nghĩ nếu như sau này hai người bọn họ kết hôn thì có phải tên trên thiệp mời cũng sẽ được viết như thế này không trông chúng thật là xứng đôi thời tiết hôm đó xấu từ hơn bốn giờ mây đen đã cuồn cuộn kéo tới chẳng bao lâu đã sấm rền gió cuốn mưa lớn bắt đầu đổ xuống các bạn đã đi về hết rồi trong lớp học chỉ còn lại tiếng sột soạt của chổi tiếp xúc với nền nhà trong không gian yên lặng những hạt bụi bay lên cao giống như vô số những cái đầu ló ra đọc tâm sự thiếu nữ của cô hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn họ có lẽ cô nên nói gì nhỉ hào phóng giống như châu di vậy nhưng cô tìm đi tìm lại trong đầu mấy chục nghìn lần Nhưng vẫn chưa tìm được chủ đề thích hợp Thì đã quét dọn xong rồi Trời như thể bị khoét một cái lỗ lớn Mưa vẫn còn rất to Cao nhiều khi đứng ở dưới tòa dạy học Nhìn lác đác mấy bạn học sinh được bố mẹ tới đón về Thẩm Bạch Quang khoác vai nam sinh lớp 1 nói Châu Đại Tráng Cậu đưa tôi tới trạm xe buýt đi Rồi quay đầu nhìn cô sau đó hỏi Nhược Hy, người nhà cậu có đưa ô tới cho cậu không? Không đâu. Lớp 10 ở điểm lẻ của trường, không ở cùng phân hiệu chính nơi mà chị cô học. Bố cô sẽ đi đón em, còn mẹ thì sẽ mang ô tới cho chị. Còn cô, từ trước tới giờ đều là tự mình nghĩ cách. Bàn tay cao nhiều khi cuộn lại, khẽ cười nói. Chắc là có. Cô nói dối. Bởi vì cô không muốn bị người trong lòng mình biết, bản thân luôn là người bị bỏ quên. Thẩm bạch quang gật đầu, kéo châu đại tráng bước vào màn mưa. Năm phút sau, cả trường chỉ còn lại một mình cô thế nhưng mưa vẫn chưa ngớt cao nhiều khi thầm thở dài một hơi dùng cặp sách che lên đầu sau đó xông vào trong cơn mưa sau khi đi ra khỏi cổng trường một chiếc xe buýt vụt qua ngay trước mặt cô trong sắc trời âm u cô nhìn thấy cao chân chân đang ngồi ở chỗ cạnh cửa xe cúi đầu làm đề thi còn mẹ cô đưa tay đỡ phía sau ghế của chị cô dùng cơ thể mình tạo ra một khoảng yên tĩnh cho chị ấy sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, xe bít rời khỏi, làm nước bắn tung tóe, bắn về phía cô. Cao Nhược khi quên cả tránh, mắt thấy sắp bắn hết lên người cô rồi, thì một chiếc ô màu đen đột nhiên chặn lại. Cao Nhược khi quay đầu lại thì nhìn thấy nụ cười sán lạn của Thẩm Bạch Quang. Thế nào, anh đây có nhanh không, có chuẩn không? Không ngờ sau khi cậu ta đưa Châu Đại Tráng lên xe bít, rồi lại cầm ô quay trở lại, lòng ngập tràn chua xót, khóe mắt Cao Nhược Hy đỏ bừng. Thẩm Bạch Quang, đã ai nói với cậu rằng cậu rất giống mặt trời không? Vì trời mưa thế nên trên xe buýt rất đông người. Cao Nhược Hy bị chen lấn xô đẩy. Thẩm Bạch Quang giữ chặt lấy tay cô, sau đó kéo cô lại. Đứng ở đây đi. Giống như cái cách mà mẹ cô làm cho chị cô. Thẩm Bạch Quang cũng dùng cơ thể mình để tạo ra một khoảng trống nho nhỏ dành cho cô. Thẩm Bạch Quang xuống xe trước, sau đó kiên trì để lại ô cho cô. Anh đây là con trai, có tí mưa này thì sợ gì chứ. Lúc về tới nhà, mẹ cô đang dốc mưa ở trên ô đi. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt bà xẹt qua vài tia ngượng ngạo. Rất nhanh bà nói, "Mẹ đang chuẩn bị đi đón con đây, không ngờ con lại tự mình về rồi." Cuối cùng thì đầu tóc quần áo của cô vẫn bị ướt. Đã là cuối tháng 10 rồi, người lạnh buốt, cô muốn đi tắm nước nóng. Thế nhưng bố cô đi đón em về lại nói lớn, "Con đi vệ sinh thì đi nhanh nhanh lên." chân quần của em trai con bị ướt rồi phải tắm nước ấm cao nhược khi nghĩ lại lời của thẩm bạch quang nói khi nãy nhược khi tôi không phải là mặt trời là do cậu nhát gan quá cậu phải học cách biểu đạt và phản kháng cao nhược khi hít sâu một hơi đầu tóc quần áo của con đều ướt hết cả rồi con muốn đi tắm trước sức khỏe em trai con không tốt cao nhược khi nói từng chữ từng chữ một con muốn đi tắm trước con sẽ tắm nhanh Cao Nhược khi đóng cửa nhà tắm lại, bật vòi nước lên. Nước ấm xối lên làn da lạnh băng khiến cô dùng mình một cái. Năm phút sau cô đã ra ngoài rồi. Mẹ cô nhíu mày nói. Em trai nhỏ hơn con, con cũng không biết nhường thằng bé một chút à? Con cũng nhỏ hơn chị, cũng đâu thấy mẹ tới đón con đâu. Mẹ cô mở miệng ra mấy lần thế nhưng không tìm được lý do. Chị con đang học lớp 12. Cao Nhược khi lặng lẽ nhìn bà. Trước đây cũng không, Nửa đêm hôm đó cô dậy đi vệ sinh Cách cánh cửa cô nghe thấy mẹ than phiền với bố Nhiều khi bây giờ làm sao vậy Càng ngày càng không nghe lời Bỏ đi, kệ nó Chúng ta còn có chân chân và thông thông mà Nói ra rồi nhưng mà mọi chuyện vẫn không thay đổi Nhưng ít nhất Lòng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn chút Ngày hôm sau cô sang rủ Châu Di cùng đi học Nhưng dì giả lại nói cô ấy đi học từ sớm rồi Lúc cô tới trường thì lại không thấy cô ấy ở trong lớp. Lý Lăng ở đó, cậu ta gọi cô ra ngoài. Sau cơn mưa bầu trời quang đãng, có thể người thấy mùi bùn đất ẩm ướt. Lý Lăng hùng hổ hăm dọa. Có phải cậu thích thẩm bạch quang đúng không? Đâu, đâu có. Đừng tưởng là cậu ta cho cậu ô thì là có ý với cậu. Từ trước tới giờ cậu ta luôn đồng tình với những người yếu ớt. Nếu như thành tích của cậu tiếp tục xếp bét nữa, học kỳ sau hai người cũng không còn là bạn cùng bàn nữa đâu. Quay về lớp học, thẩm bạch quang đã tới lớp rồi. Cậu ta nhíu mày nhìn Lý Lăng. Lý Lăng cười tít mắt khoác vai Cao Nhược Hy nói. Tôi và Nhược Hy là bạn tốt, cậu nhìn tôi với ánh mắt đó làm gì? Thật là thảo mai. Cao Nhược Hy tách tay của Lý Lăng ra, sau đó ngồi vào chỗ ngồi. Chóp mũi thẩm bạch quang đo đỏ, cứ hắt xì suốt. Cậu ta ném cho cô một hộp sữa chuối rồi nói. Đi rót cho anh đây một bình nước, đây là phí rót nước của cậu. Lý Lăng trừng mắt, Thẩm Bạch Quang, cậu lấy sữa mà tôi cho cậu đi cho người khác à?" Thẩm Bạch Quang ném lại cho cô ta. "Vậy thì trả cậu, Nhược Hy, nợ cậu một hộp sữa nhé." Suýt nữa thì Lý Lăng tức chết. Cao Nhược Hy rót cho Thẩm Bạch Quang một bình nước, sau đó pha một gói thuốc cảm. Thẩm Bạch Quang sợ đắng, nhưng thấy cô cứ nhìn chằm chằm cậu ta, thế nên buộc phải uống hết. Cậu ta cũng ép cô phải uống một cốc. "Người anh em tốt có họa cùng chịu." Thuốc rất đắng nhưng lòng cô lại rất ngọt ngào. Sau khi giờ tự học kết thúc, Châu Di mới khoan thai tới muộn. Cô ấy tùy tiện bịa bừa một lý do, vì thành tích học tập tốt, thế nên chủ nhiệm lớp không khiển trách nặng nề. Sau khi hết tiết, Cao Nhược Hy hỏi mấy ngày hôm nay cô ấy cứ xuất quỷ nhập thần đi đâu. Cô ấy đỏ mặt, hai mắt sáng lấp lánh nói. Nhược Hy, tớ gặp được tình yêu đích thực rồi, anh ấy cực kỳ đẹp trai, lần sau tớ dẫn cậu đi làm quen. Cao Nhược Hy nói với cô ấy Châu Di, tớ quyết định sẽ học hành tử tế rồi Không phải cậu vẫn luôn học đấy à? Không giống trước kia Trước đây cô học như thể chỉ để hoàn thành nhiệm vụ Hiện giờ cô học là vì để có thể đứng bên cạnh thẩm bạch quang Cao Nhược Hy thực sự đang dốc sức học hành Cô thường xuyên hỏi bài thẩm bạch quang Có lúc cậu ta thở dài nói với cô Nhược Hy, dạng đề này mấy ngày trước cậu đã làm rồi Cậu phải biết suy luận chứ Đúng, Cô phải biết học một ra ba Không thể để cậu ta nghĩ cô là một đứa ngốc ngách được Không thể lãng phí quá nhiều thời gian của cậu Trước đây cô học từ mới thường rất dập khuôn Hiệu quả lại thấp Thẩm bạch quang nhìn thấy cô cứ viết hết lần này tới lần khác lên giấy Để ghi nhớ thì lắc đầu nói Cậu phải tìm ra được quy luật gì đó Cậu cứ học về thế này quên nhanh lắm đấy Cậu thử tìm mật mã trí nhớ của riêng mình xem sao Sau này cô thực sự tìm ra được cách trước đây những từ mới đó giống như là những viên bi trong nước cô không thể bắt được hiện giờ chúng lại thi nhau nhảy vào khay của cô cho dù có lắc lư thế nào cũng không dễ dàng bị rơi rụng thẩm bạch quang rất tò mò mật mã của cậu là gì tiết trời đã chuyển lạnh lúc thẩm bạch quang nói chuyện sẽ phả ra một luồng khói trắng làm mờ đi khuôn mặt cậu ta mật mã của cô là cậu ta đấy thẩm bạch quang cô biến tất cả các ký ức có liên quan tới thẩm bạch quang như vậy chúng có thể mãi mãi nằm trong tâm trí của cô. Cô là một chiếc thẻ nhỏ kẹp vào đầu xe đạp. Trên đường đi học cũng có thể thuộc bài được một dãy công thức. Lúc giúp mẹ nhào bột trộn nhân, cô sẽ nhớ lại tất cả những ký ức liên quan tới tiếng Anh một lần. Như vậy cũng có thể củng cố trí nhớ. Cao Nhược Hy không cùng Châu Di đi tới các câu lạc bộ nữa. Dù sao thì những người bạn đó, cho tới hiện tại, cũng không thể nhớ được hết cả họ cả tên của cô. Trời càng ngày càng lạnh, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp tới rồi. Cao Nhược Hy và Thẩm Bạch Quang được xếp cùng một địa điểm thi, Lý Lăng thi ở điểm khác. Trước khi thi môn ngữ văn, Lý Lăng nhét cho cô một bức thư. Nhược Hy, giúp tôi đưa cho Thẩm Bạch Quang đi. Trên bức thư màu hồng ấy được trang trí đầy hình trái tim màu hồng đào. Tâm sự thiếu nữ, cực kỳ rõ ràng. Cao Nhược Hy, mày phải biết cách từ chối. Cao Nhược Hy hít sâu một hơi rồi nói. Cậu tự mình đưa sẽ thích hợp hơn. Bạn thân của Lý Lăng không nhìn nổi nữa Mọi người đều là bạn học cả Nhờ cậu có một chút chuyện nhỏ thôi Mà cũng không giúp được à Nếu đã là chuyện nhỏ Vậy thì cậu cũng có thể giúp được mà Nói xong không thèm quan tâm tới sắc mặt khó coi Của hai người họ Cô đi vào trong phòng thi Cao nhiều khi dốc sức chú tâm vào kỳ thi này Trong ba ngày Cảm giác như cô đã thay một lớp da vậy Môn thi cuối cùng kết thúc Một nhóm người vây quanh tìm thẩm bạch quang so đáp án tiếng tranh luận, tiếng thở dài không ngừng vang lên bên tai. cao nhược hy âm thầm thu dọn đồ dùng của cô. nhìn về phía khuôn mặt còn vương lại chút ấm áp của mặt trời sắp lặn vào ngày đông của người con trai. chút điểm tô ấy khiến cậu càng thêm rực rỡ. cô ngắm đến nhập tâm. lúc thẩm bạch quang đột nhiên quay đầu qua, nhất thời cô không kịp tránh ánh mắt. có tật giật mình, thần sắc hoảng loạn. nhưng cậu ta lại cười tươi nhìn cô. nhược hy, lát nữa chúng ta cùng về nhé trên đường về cậu ta nói rất nhiều nhưng cô chỉ trả lời qua loa thực ra có vô số lần cô muốn hỏi cậu ta thẩm bạch quang học kỳ sau có lẽ chúng ta không còn là bạn cùng bà nữa rồi cậu sẽ còn nhớ tới tôi chứ nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí để nói ra về đến nhà thì bà nội cô tới chơi cao nhiều khi không thích bà nội bởi bà cũng không thích cô lúc mẹ mang thai cô bố mẹ đã đi xem thầy ông ấy nói cô là con trai thế nên bố mẹ và bà nội hết mực mong chờ không ngờ cô sinh ra lại là con gái ban đầu họ còn muốn cho cô đi nhưng là ông nội đã kiên quyết giữ cô lại ông nội rất tốt đáng tiếc là ông sống không lâu bà nội từng nói rất nhiều lần rằng nếu như cháu mà là con trai thì bố mẹ cháu cũng không tới nước phải nộp phạt vì sinh em cháu rồi có lẽ bố mẹ cô cũng nghĩ như thế những ngày tháng khổ sở hiện tại đều là vì cô không phải là đứa con trai mà họ muốn buổi tối trên bàn ăn, quả nhiên bà nội lại bắt đầu nói. Nhược Hy, hay là cháu đừng học cấp 3 nữa. Bố mẹ cháu ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, trên người toàn là bệnh, cháu cũng học không giỏi, nhưng lúc này vẫn còn sớm, đừng lãng phí thời gian nữa. Sau này cháu học làm bánh bao, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, lại còn học được một món nghề, cũng không sợ không lấy được chồng. Em trai ăn uống ngồm ngoàm, chị gái thì nhíu mày. Nhược khi mới 16 tuổi, Bà nội trừng mắt. Vậy thì sao? Lúc 36 tuổi đã lấy chồng rồi. Cả quá trình bố mẹ cô đều không nói gì cả. Yên lặng chính là ngầm thừa nhận. Từ nhỏ tới lớn, có vô số lần như vậy, họ dùng cách im lặng để ép cô phải nhượng bộ hết lần này tới lần khác. Cao Nhược ghi giải thích. Cháu vẫn luôn học hành chăm chỉ. Bà nội nâng cao giọng nói. Cố gắng thì có tác dụng gì. Cháu là đứa không giỏi học hành. Sao mà cháu không biết hiếu thuận chút nào thế? không biết hiểu cho bố mẹ một chút nào cả mẹ cũng khẽ giọng mà lên tiếng ba đứa các con cùng đi học gánh nặng của bố mẹ quá lớn với thành tích hiện giờ của con thì đúng là không có hy vọng vào đại học lại là cô lúc nào cũng là cô sự ấm ức nhiều năm tích tụ lại vào khoảnh khắc này cứ trào lên như thủy triều đều là con của bố mẹ tại sao lần nào người hy sinh cũng là con tết không có quần áo mới trời mưa cũng không có tới đón chỉ có mình con không có phòng riêng, hiện giờ ngay cả chuyện hiếu thuận cũng là trách nhiệm của một mình con, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu? Cô lại là người không được bố mẹ yêu thương nhất. Đối diện với lời chất vấn nghẹn ngào của cô, bố buông đũa xuống, mất kiên nhẫn nói, là do đầu óc con không tốt, giờ lại đi trách bố mẹ. Như vậy đi, yêu cầu của bố cũng không cao, nếu như lần này con có thể lọt vào top 20 của lớp thì tiếp tục đi học. Kỳ thi giữa kỳ cô xếp thứ 40 trong lớp. Cũng có nghĩa là lần này cô phải tiến bộ hơn 20 bậc. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Sau hàng đêm như nung như nấu, cuối cùng cũng tới ngày nhận thành tích. Cao Nhược Hy gặp được Lý Lăng ở cửa trường học. Thẩm Bạch Quang vui vẻ từ trong xe đưa đón đi xuống. Sau khi ngẩng lên nhìn thấy cô thì nụ cười lập tức tắt vụt. Đáy mắt lan tràn sự chế nhạo. Trước đây cậu mượn cớ hỏi bài. Cứ giam ba bữa lại chạy tới cuốn lấy Thẩm Bạch Quang. Lần này có kết quả thi chắc chắn cậu ta sẽ biết cậu có dụng ý khác. Nhược Hy, người xếp bét lớp như cậu, đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga nữa. Bạn của Lý Lăng đuổi tới. Bỏ đi, dù sao học kỳ sau cậu ta cũng không phải là bạn cùng bàn của Thẩm Bạch Quang nữa đâu. Bất kể người nhà hay là bạn bè, họ đều không tin vào chuyện cô đang cố gắng học tập. Cao Nhược Hy và Lý Lăng tới muộn. Lúc ngồi vào chỗ, thầy Lý quét mắt về phía này rồi nói. Được rồi, gần như đều đã tới đủ rồi. Bây giờ thầy sẽ phát bảng điểm cho mọi người. Những bạn có thành tích thụt lùi rõ rệt, trong kỳ nghỉ nhất định phải suy ngẫm tìm ra nguyên nhân, điều chỉnh lại trạng thái. Thành tích thụt lùi ư? Không phải là cô đấy chứ? Cao Nhược Hy vô thức nắm chặt tay áo của Thẩm Bạch Quang. Thẩm Bạch Quang đau nên ngẩng đầu nhìn cô. Yên tâm đi, chắc chắn cậu có tiến bộ, ít nhất cũng phải là 10 bậc. Nếu như cô tiến bộ 10 bậc, Học kỳ sau không những không thể làm bạn cùng bàn với cậu, thậm chí ngay cả cơ hội làm bạn học của cậu cô cũng mất. Cuối cùng khi bảng điểm được phát tới tay cô, cô vội vội vàng vàng tìm tên mình, từ vị trí đầu tiên nhanh chóng tìm xuống dưới, thứ 17 không phải là cô, thứ 18 cũng không phải là cô, thứ 19 vẫn không phải là cô. Cuối cùng vẫn không được. Cô đã rất rất cố gắng rồi. Cô mất tinh thần tới cực điểm. Có lẽ đây chính là ý trời nhỉ. Cao nhiều khi nhìn thầm Bạch Quang đang cúi đầu xem kết quả bên cạnh. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khẽ nói. Thẩm Bạch Quang, tôi thi tệ quá, có lẽ phải thôi học rồi. Đột nhiên cậu ta ngẩng phát đầu, chỉ vào bảng điểm. Cậu xếp thứ 20, đã tiến bộ 20 bậc so với lần trước. Tiến bộ như vậy mà cậu định thôi học ư? Cậu bị sốt đấy à? Đầu óc cao nhiều khi mơ hồ. Cái gì? Cậu nói tôi xếp thứ bao nhiêu? Xếp thứ 20 trong lớp, thứ 192 toàn khóa. Cao Nhược Hy vội vàng cúi xuống nhìn vào con số 20. Ba chữ Cao Nhược Hy ở phía bên phải dường như đang phát sáng lấp lánh. Nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống. Nhược Hy, mày làm được rồi. Không ngờ cô thực sự đã làm được. Cao Nhược Hy nghẹn ngào nói. Thẩm Bạch Quang, cảm ơn cậu đã phụ đạo cho tôi. Cậu ta phụt cười, như vậy đã khóc rồi ư Vậy sau này cậu mà lọt vào top 10 trong lớp Chẳng phải cậu phải gọi tôi một tiếng bố à Cao Nhược Hy thu lại nước mắt Hùng giữ trừng mắt với thẩm bạch quang Mẹ cô cầm bảng điểm nhìn tới nhìn lui Liệu không phải bảng điểm này là con làm giả đây chứ Mới có hơn 2 tháng Sao con tiến bộ lớn như vậy được Bố cô hút nốt điếu thuốc cuối cùng Để tôi gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm Ông lấy chiếc điện thoại Nokia ra gọi hỏi gì giả số điện thoại của thầy Trương trước. Trong điện thoại thầy Trương khen cô không ngớt lời. Nền tảng của Cao Nhược Hy kém, nhưng mà em ấy chăm học, lần này tiến bộ cũng là chuyện em ấy nên có, nhưng mà kỳ nghỉ đông không được lơ là đâu. Bố cô ngắt lời thầy Trương đang thao thao bất tuyệt, nói qua loa một hai câu, sau đó cúp điện thoại. Ông ấy liếc nhìn cô. Nhược Hy, hiện giờ một mình bố mẹ trông đỡ cái tiệm này thực sự rất mệt con đi theo bố mẹ học một món nghề không phải là rất tốt hay sao cao nhược hy nắm chặt tay con muốn đi học bố mẹ đã đồng ý với con rồi bố mẹ nói lời phải giữ lời mẹ cô đen mặt đứa trẻ này sao không biết suy nghĩ cho bố mẹ chút nào vậy nuôi con ngần ấy năm đúng là tốn công rồi mắt cô đỏ bừng cãi nhau một trận với họ tức tới nỗi đến cơm cô cũng chẳng buồn ăn buổi tối chị gái cô đi học về nhà mẹ cô làm bữa khuya cho chị ấy còn than vãn với chị gái rằng cô không nghe lời nổi nóng tùy hứng chị gái chỉ nhàn nhạt, nhạt nói vậy mẹ cũng làm một phần đồ ăn khuya cho em ấy đi mẹ cô khựng lại chị gái cô vừa ăn vừa nói sau này con lên đại học có thể đi làm thêm học phí có thể vay nếu như nhược hy đã muốn học vậy thì mẹ cho em ấy học đi bố mẹ cô thỏa hiệp rồi cao nhược hy đứng trước cửa phòng chị gái thấp giọng nói lời cảm ơn Chị gái cô đang làm đề, đầu cũng không ngẩng đầu lên. Không cần cảm ơn chị, em có trách nhiệm với cuộc đời mình là được rồi. Chuyện của cô tạm thời cũng qua rồi, nhưng Châu Di lại có chuyện rắc rối. Lần này cô ấy thi hỏng rồi, tụt xuống tận vị trí thứ 10 trong lớp, thứ 98 toàn khối. Học sinh mà thầy Trương nói thành tích thuộc lùi chính là cô ấy. Dì giả nổi trận lôi đình. Lúc Châu Di tới tìm cô vành mắt đỏ bừng, trên mặt còn có hai vết hằn đỏ đỏ. Cô ấy kéo cô ra ngoài. "Nhược khi, cậu ra ngoài đi dạo với tớ đi." Cô ấy tìm một bốt điện thoại rồi gọi đi. Chẳng bao lâu, âm thanh ầm ầm vang lên. Một nam sinh tóc nhuộm màu vàng nâu lái xe mô tô tới. Cậu ta tên là Lương Bình, học ở trường nghề trên đường số 4. Châu Di quen thuộc mà leo lên xe mô tô của cậu ta, một tay ôm lấy eo của Lương Bình, một tay đưa ra nắm lấy tay cô. "Nhược Hy, lên nào." Chiếc mô tô vút nhanh trên đường lớn ngày đông gió lạnh trước mặt giống như là con dao lứt qua mặt cô châu di hét lớn phát tiết nhưng đầu óc cô đã bị gió thổi trong ngốc nghếch cô ôm chặt lấy cô ấy sợ bị văng xuống dưới mô tô dừng lại ở trước cửa của một tiệm bia trai gái bên trong quán đều ăn mặc giống như lương bình trong miệng người nào người nấy đều có một điếu thuốc cao nhược hy bị sặc tới nỗi cứ ho suốt nhưng châu di thì như cá gặp nước thậm chí còn lấy điếu thuốc trên tay lương bình rồi hút một hơi Cô ấy phả khói vào mặt cô rồi cười khanh khách. Trong làn khói mờ mịt, rõ ràng cũng là khuôn mặt ấy, nhưng cô ấy không còn là thiên sứ lấp lánh mà cô từng quen nữa rồi. Bạn của Lương Bình ngậm một viên kẹo đi qua đây, hất hất tóc mái che mắt. Em gái à, em cũng là học sinh hoan trường trung học số 1 à. Anh dạy em chơi bia nhé. Nói rồi anh ta đưa tay ra ấn eo cô. Em phải khom người xuống. Cao nhiều khi giật thót vội vàng lùi ra sau mấy bước. Châu Di cầm gậy ở bàn bên cạnh gõ lên người anh ta. Xéo sang một bên, đừng động tay động chân. Cao Nhược Hy như ngồi trên đống lửa. Có lẽ Lương Bình cũng nhìn ra cô không tự nhiên. Thế nên chơi xong hai ván, cậu ta đã bỏ gậy xuống. Anh đưa em gái em về trước. Cao Nhược Hy không dám ngồi xe mô tô nữa. Thế nên cùng với Châu Di đi dọc ven hồ quay về. Châu Di rất kích động. Lương Bình đẹp trai không? Anh ấy cực kỳ giống nam chính đẹp trai trong truyện tranh. Cao nhiều khi lưỡng lự một lát, cuối cùng quyết định nói thật Châu Di, tớ thấy cậu ta không phải là người cùng một thế giới với cậu. Lần này cậu thi kém có phải là do cậu ta không? Ý cười trên khóe mắt Châu Di nhạt dần. Nhiều khi cậu không hiểu đâu. Ngày nào mẹ cũng ép tớ phải học. Chỉ cần tớ không xếp thứ nhất, thì trong mắt bà ấy tớ chính là đồ vô dụng, đồ rác rưởi. Tớ thực sự. Cô ấy đưa tay ra che mặt mình, nghẹn ngào. Tớ thực sự không chịu nổi sự kỳ vọng của bà ấy. Tớ cảm thấy những lúc bản thân ngột ngạt, chỉ có Lương Bình mới có thể khiến tớ cảm thấy tự do, vui vẻ. Hôm đó hai người bọn họ không đồng nhất quan điểm với nhau. Trong kỳ nghỉ đông, Châu Di và dì giả cãi nhau rất nhiều lần. Có lúc buổi tối cô ra ngoài vứt rác. Hôm nhìn thấy dì giả là ngày lạnh nhất. Dì đang đi loanh quanh quanh khu chung cư. Dì nói mình ăn nhiều quá thế nên phải ra ngoài đi dạo tiêu cơm. Nhưng cô nghĩ dì ấy đang đợi châu di về nhà hôm cúng ông công ông táo thẩm bạch quang lại tới nhà cô mua bánh bao khi đó đầu tóc cô bù xù mặt đầy mồ hôi vì nồi bánh hấp nóng hổi còn mặc một chiếc tạp dề kẻ ô màu đỏ cũ kỹ xấu chết đi được hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống thẩm bạch quang mặc một chiếc áo khoác màu trắng trên đầu đội một chiếc mũ len màu xám đeo một đôi giày thể thao màu đỏ là phong cảnh bắt mắt nhất trong ngày đông âm u Cậu ta cười chào hỏi với cô, phải ra một luồng khói trắng. Nhiều quán bán đồ ăn sáng trên đường đều đóng cửa hết rồi. Tôi phải đi bộ mười mấy phút mới tìm được tới đây đấy. Cao nhiều khi đưa bánh bao cho thẩm bạch quang, kiên quyết không lấy tiền. Cứ coi như tôi cảm ơn cậu đã giảng bài cho tôi đi. Tôi nhớ cậu còn có chị gái và em trai mà. Sao lại chỉ có mình cậu ở đây vậy? Chị tôi học lớp 12, em trai tôi thì rất lười. Thẩm bạch quang nhíu mày. Vậy thì đánh cho một trận đi đánh rồi thằng bé sẽ nghe cậu thôi nhiều khi cậu đừng có làm người tốt mãi như thế hôm đó sau khi dọn hàng cô đã suy nghĩ rất lâu nhân lúc bố mẹ cô không ở nhà cô cầm lấy cây cán bột đánh cho em trai cô một trận vì không chịu giúp làm việc thằng bé sợ cô ngây người bởi vì từ trước tới nay nó đều là người ngồi lên đầu lên cổ cô mà tắc oai tắc quái nó tức tới nỗi sắp khóc rồi đợi lát nữa bố mẹ về em chắc chắn sẽ bảo bố mẹ đánh chị Em là học sinh tiểu học à? Động một tí là mách bố mẹ. Cao Nhược Hy giơ cây cán bột lên. Chúng ta đánh một trận đi. Nó không đánh lại cô. Từ hôm đó trở đi, nó ngoan ngoãn làm việc ở trong cửa hàng. Nhờ vậy mà cô đã tranh thủ được không ít thời gian để học tập. Sau kỳ nghỉ đông, chỗ ngồi lại được thay đổi. Lần này người xếp vị trí thứ hai trong lớp là lớp phó học tập Trương Siêu. Thẩm Bạch Quang rủ cậu ta ngồi cùng bàn với mình. Còn cô chọn vị trí trước cậu ta Chỗ ngồi ấy gần cửa sổ Bên ngoài là hành lang ồn ào Hơn nữa thầy Trương thường hay đứng ở đó Trộm quan sát tình hình bên trong Thế nên cô mới có may mắn ngồi chỗ này Cao Nhược Hy đặt sách vở xuống Đang nghĩ xem phải chào hỏi như thế nào cho tự nhiên Lưu loát Thì bị người đằng sau dùng bút chọc vào lưng Cao Nhược Hy quay đầu qua Đối diện với gương mặt tươi cười của thẩm bạch quang Nhược Hy Trùng hợp vậy Lại gặp mặt rồi Không phải trùng hợp đây là vị trí cô phải không ngừng nỗ lực, dày công chuẩn bị mới đổi lại được. Ở gần cậu ta một chút. Lý Lang ngồi ở phía sau của thẩm Bạch Quang, nhìn thấy hai người bọn họ tương tác với nhau như vậy, cậu ta sắp tức chết rồi. Sau khi hết tiết cậu ta tìm cô. Nhược khi coi như kỳ thi cuối kỳ này cậu may mắn. Tới kỳ thi giữa kỳ tôi không tin là cậu có thể mèo mù vỡ phải cá rán như vậy. Chỗ ngồi cứ nửa học kỳ sẽ được đổi một lần, cô không thể lơ là Thẩm Bạch Quang tốt như vậy, bên cạnh có nhiều nữ sinh giỏi như thế. Nếu như ngày ngày không xuất hiện trước mặt cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ quên cô ngay. Cao Nhược Hy cầm số tiền tiêu vặt khó khăn lắm mới tích cóp được, lén lén đi duỗi tóc, mua rất nhiều phụ kiện xinh đẹp, tới siêu thị thường người mùi hương của từng loại dầu gội đầu. Cao Nhược Hy khắc phục tính lười biếng, ngày nào cũng dùng dầu xả, vì thế vào một ngày nào đó sau này, lớp phó học tập trương diêu dùng cái mũi cún của mình mà ra sức ngửi mùi gì thế thơm thật đấy thẩm bạch quang vươn người ra cuối cùng sắp mũi lại gần đuôi tóc của cô rồi cười nói là mùi dầu gội đầu của cao nhược hy là mùi hoa rành rành không biết khoảnh khắc ấy trái tim cô đập nhanh đến nhường nào đâu không chỉ là căng thẳng và hơn hết là tình yêu thầm kín to lớn này bởi vì cuối cùng đối phương cũng biết được tất cả những điều mà mình âm thầm làm ngày hôm sau lý lăng cố tình hất đuôi tóc khiến đuôi tóc quét lên mặt thẩm bạch quang người xem tôi cũng đổi dầu gội rồi vẻ mặt thẩm bạch quang chê bai giả ra giả ra hùn chết tôi rồi trong khoảng thời gian đó cô không hề lơ là việc học tập vì để đạt được hiệu quả tốt nhất trong thời gian ngắn cô không ngừng tìm kiếm phương pháp học tập tốt nhất cho mình có những lúc thẩm bạch quang không có mặt cô sẽ đi hỏi bài châu di sau đó cô phát hiện ra Càng ngày càng có nhiều đề Châu Di không biết làm rồi Cao Nhược Hy rất lo lắng cho cô ấy Cũng đã khuyên cô ấy rất nhiều lần Thế nhưng cô ấy đang đắm chìm trong tình yêu Không thể dứt ra được Cuối tháng 4 Trường học tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trường Thế nên phải chuẩn bị một chút Trường đã mời rất nhiều những anh chị đã tốt nghiệp tới Mỗi lớp phải có hai tiết mục biểu diễn Lý lang điểm tên Thẩm Bạch Quang Cậu biểu diễn hát nhé Thẩm Bạch Quang quay bút hát đơn ca vô vị lắm, tìm một bạn gái hát xong ca cùng tôi đi. Gần như trong tức khắc, rất nhiều bạn gái trong lớp cô đứng phát dậy như bị xét đánh. Lý Lăng hít mắt cười, vậy tôi và cậu hát xong ca đi. Thẩm Bạch Quang liếc nhìn cô ta, không phải cậu có tiết mục múa à? Lý Lăng học múa ba lê rất nhiều năm rồi, lần này nhất định phải thể hiện bản thân. Ý của Thẩm Bạch Quang là, nếu như cô ta vừa hát vừa múa, thì chiếm nhiều thời lượng quá. Thẩm Bạch Quang đã chọn bài hát rồi, là ca khúc ước mơ ban đầu của Phạm Vĩ Kỳ. Rất phù hợp với học sinh cấp 3, lại cực kỳ tươi sáng, khích lệ mọi người tiến về phía trước. Vốn dĩ Lý Lăng muốn bảo Châu Di hát, thế nhưng Châu Di ngày nào tan học cũng muốn đi gặp Lương Bình, không hề có chút hứng thú nào với chuyện này. Tối hôm đó, lúc đi tắm, Cao Nhược Hy cứ ngâm nga bài hát này, cứ hát, cứ hát, hát tới nỗi giọng hát cũng to dần lên, Lúc ra ngoài thì nhìn thấy chị đang dựa ở cửa. Cao Nhược Hy hỏi chị gái cô. Có phải em hát rất khó nghe không? Cũng ổn, luyện tập thêm nhiều là có thể biểu diễn được. Ngày hôm sau sau khi tan học, Lý Lăng hỏi. Các cậu ai muốn hát song ca? Có rất nhiều bạn nữ muốn thử, thế nhưng lại không có ai chịu đi đầu. Nếu như cô chậm một bước, thì cơ hội này tuyệt đối sẽ không rơi vào tay cô nữa đâu. Vừa nghĩ như thế, cô bèn giơ tay lên. Tôi muốn thử, Gần như tất cả các bạn trong lớp đều ngây người. Ngay cả Châu Di cũng dùng ánh mắt kỳ quá nhìn cô, âm thầm cho cô một like. Thẩm Bạch Quang khẽ cười một tiếng. Được, chọn cậu ấy. Đôi mắt Lý Lăng lạnh băng. Chưa từng thấy cậu ấy hát bao giờ, nhỡ đâu không hay... Thẩm Bạch Quang nhướng mày. Không thể, có tôi dẫn dắt có thể không hay à? Khi ấy cậu ta vẫn chưa mất đi vẻ ngông nghênh của thiếu niên. Cao Nhược Hy dành thời gian ra để luyện tập cùng với Thẩm Bạch Quang giờ nghỉ trưa sau khi tan học hoặc là vào tiết thể dục ban đầu cô rất căng thẳng khi bị thẩm bạch quang nhìn chăm chú thì trái tim bé nhỏ cứ đập thình thịch hoàn toàn không theo kịp tiết tấu thẩm bạch quang muốn phát điên lời tôi đã nói ra rồi cao nhược hy cậu không được đổi ý đâu đấy ngoài thời gian tập cùng nhau ra cô còn tự mình luyện tập trên đường đi học về lúc đi tắm lúc trước khi ngủ nuốt nước mắt vào tim nơi ấy sẽ nở ra đá hoa dũng cảm trong những lúc mỏi mệt khi khép mắt lại có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt bài hát này thực sự rất hợp với cao nhược hy giống như thể nó đang viết về cô vậy rất nhanh lễ kỷ niệm thành lập trường đã tới trường học đặc biệt thuê trang phục biểu diễn còn thuê cả thợ make up cho bọn họ nữa lúc trang điểm cô không kìm được mà nhìn về phía thẩm bạch quang ở bên cạnh chị gái cô sắp lại gần tay cô cười thì ra là vậy yên tâm đi chị nhất định sẽ khiến em thay đổi lớn Cao Nhược Hy đỏ mặt, khẽ giải thích. Em không biết chị đang nói gì cả. Trang điểm xong, khoảnh khắc mặc lên mình chiếc váy trắng. Thẩm Bạch Quang vừa hay quay đầu qua. Nhân gian ngày tháng tư, Bạch Ngọc Lan đúng lúc bung nở. Thẩm Bạch Quang mặc trên mình bộ vét, nhìn cô cười nói. Nhược Hy, cậu như thể biến thành một người khác vậy. Chiếc gương toàn thân phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của cô và nụ cười phản chiếu của Thẩm Bạch Quang trong mắt cô nữa. Lúc Cao Nhược Hy đi từ hậu trường ra, Lý Lăng ngây người một lát, Châu Di thì càng khoa trương hơn. "Nhược Hy, cậu đẹp quá, giống như tiên nữ trốn ra từ rừng sâu vậy." Lý Lăng không phục, "Đều do trang điểm thôi." "Châu Di khịa cô ta, đó cũng là vì Nhược Hy nhà chúng tôi có khí chất đó." Nhìn vòng eo thon thả này, nhìn đôi chân dài này, Thẩm Bạch Quang cũng nhìn qua. Có lẽ là do mặc quá dày, thế nên cậu ta nóng tới nỗi khuôn mặt phớt đỏ hơi nóng bao trùm lấy người cao nhược hy cô đẩy châu di một cái vừa phải thôi tém tém lại khoảnh khắc cao nhược hy bước lên sân khấu đầu óc cô là một khoảng trắng tinh thẩm bạch quang cổ vũ cô không sao đâu cậu cứ coi khán giả ở dưới là một đám tôm đầu to là được thế nhưng vẫn xảy ra sự cố hát được một nửa loa đột nhiên không có tiếng không có nhạc đệm thế nên giọng hát gốc của cô đột nhiên lộ ra khoảnh khắc ấy trước mắt một bảng trắng xóa bên tai vang lên tiếng ong ong giọng hát của cô bắt đầu run rẩy ngay cả lời bài hát cũng không nhớ nữa may mà thẩm bạch quang phản ứng nhanh cậu ta lập tức nắm lấy tay cô rồi cùng hát với cô có thẩm bạch quang dẫn dắt giọng hát của cô từ căng thẳng sau đó đã bắt đầu buông lỏng chỗ ngồi của các bạn lớp cô ở gần châu di ở dưới sân khấu hát cùng cô trương siêu cũng gia nhập dần dần càng ngày càng nhiều bạn học cũng hát cùng hai người bọn họ nếu như giấc mơ chưa từng rơi xuống vực sâu thẳm, làm sao có thể biết được những người kiên trì luôn có một đôi cánh vô hình. Thanh xuân của chúng ta chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc thì chúng ta có thể tìm được đôi cánh thuộc về chính mình. Lúc Thẩm Bạch Quang nắm tay cô đi xuống sân khấu, Trương Siêu đã đưa cho cô một đóa hoa khô. Nhược khi tặng cậu này. Thẩm Bạch Quang đập vào vai Trương Siêu. Của tôi đâu? Một thằng con trai như cậu mà đòi hoa hết gì chứ? Bởi vì là lễ kỷ niệm thành lập trường, thế nên khối 12 cũng được nghỉ để tham gia. Từ phía xa Cao Nhược Hy nhìn thấy chị gái cô đang vẫy tay với cô. Cô nhấc váy đi qua đó, chị gái đưa cho cô một chai nước cam ép. Uống đi. Đàn chị đàn anh ở bên cạnh chị ấy đều cười hỏi. Chân chân, đây là ai vậy? Em gái tôi. Chị gái khoác tay cô. Giống tôi không? Họ cười hi hi ha ha. Em gái cậu dễ thương hơn cậu nhiều vừa nhìn đã biết là em gái ngọt ngào cao nhược khi bị họ nói tới nỗi mặt mày đỏ bừng tìm một cái cớ rồi đi tới nhà vệ sinh kết quả là gặp cô bạn quân quân của lớp 1 cô ấy nhiệt tình chào hỏi cô cao nhược hy cậu được nha đúng là khiến tôi phải rửa mắt rồi trước đây lần nào cô ấy cũng gọi cô là lý nhược hy hoặc là châu nhược hy hình như bắt đầu từ ngày hôm ấy không còn ai gọi nhầm tên của cô nữa cho dù không phải là Châu Di đưa cô đi cùng thì cũng có người gọi cô đi hát karaoke. Trước đây khi ở trong phòng hát, cô chỉ là một vai phụ, ngồi ở trong góc khuất nhất. Lúc gặp được bài mình thích thì khẽ ngâm nga hát theo, nhưng một khi mic được chuyển đến chỗ mình thì cô lại như con trai bị hoảng sợ, ngậm miệng không nói một lời. Nhưng hiện giờ cô không sợ hãi nữa, cô đã hát chay trước mặt nhiều người như thế rồi. Chút chuyện này có là gì đâu chứ? Huống hồ thực sự mọi người không quá để ý bạn có hát hay hay không. Chỉ cần bạn tự tin hát thì sẽ có người cổ vũ cho bạn. Chúng ta sợ dệt, chúng ta mẫn cảm. Thực ra đó chỉ là tự đối đầu với bản thân mà thôi. Sau lễ kỷ niệm thành lập trường, chính là quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Hôm học bù, cô nhìn thấy ở trong ngăn bàn mình có một bức thư màu hồng. Cao nhược hy tưởng là có người muốn đưa cho thẩm bạch quang, nhưng lại để nhầm chỗ, cô cầm bức thư lên rồi ném về phía sau của cậu đấy sau này bảo những người ngưỡng mộ cậu tìm hiểu rõ chỗ ngồi của cậu được không thẩm bạch quang nhận lấy liếc nhìn sắc mặt kỳ lạ nói nhược hy hình như đây là của cậu sao cơ cao nhược hy đưa tay ra cướp lấy thẩm bạch quang rụt tay lại nhiệm vụ chính của cậu hiện giờ là học tập anh đây khuyên cậu đừng có yêu sớm với đầu óc này của cậu một khi yêu đương vào chắc chắn thành tích học tập sẽ bị ảnh hưởng Trương Diêu ở bên cạnh cũng phụ họa. Đúng đúng đúng. Tên nhóc này nhất định là xem màn biểu diễn của cậu. Rồi thấy sắc nổi lòng tham. Chắc chắn cậu ta không phải thích tâm hồn của cậu đâu. Trời. Tình yêu tuổi học trò. Làm gì tình cảm nào xuất phát từ tâm hồn cơ chứ. Đối với cô mà nói. Có thể được người ta thấy sắc nổi lòng tham. Đã là một kiểu công nhận rồi. Chỉ có Châu Di hiểu cô. Cô ấy cho Thẩm Bạch Quang và Trương Diêu mỗi người một bạt tai khuyên các cậu đừng lo chuyện bao đồng sức hút của nhược hy nhà chúng tôi rất lớn các cậu đố kỵ à thế nhưng cô ấy vẫn tám chuyện riêng với cô chúng ta lén đi xem nam sinh đó đi nếu như đẹp trai thì cho cậu ta cơ hội theo đuổi cô không đi gặp có đẹp trai hơn nữa thì cũng không thể đẹp trai bằng thẩm bạch quang cao nhược hy nghiêm túc viết một bức thư từ chối đây là bức thư tình đầu tiên cô nhận được nó xứng đáng được đối xử một cách trịnh trọng lý lăng cười cô Chẳng qua chỉ là một bức thư tình thôi mà. Chẳng lẽ cậu từng sức hút của mình là vô hạn đấy ư? Thư tình thế này tháng nào tôi cũng nhận được cả một đống. Học múa từ nhỏ, cô ta vừa trắng lại vừa gầy. Đúng là khiến cho mọi người phải chú ý. Rất dễ chinh phục được trái tim của nhiều nam sinh. Cao Nhược Hy cười đáp lại cô ta. Vậy thẩm bạch quang có dục cậu viết thư từ chối những người tỏ tình với cậu không? Sắc mặt Lý Lăng hơi thay đổi. Tay cuộn chặt lại, tự tìm đường lui cho mình nhiều như thế tôi làm gì từ chối được hết chứ những chuyện nhỏ này có ảnh hưởng sâu sắc tới cô nhưng thực ra chỉ đang điều hòa lại cuộc sống của cô mà thôi nhiệm vụ chính của cô vẫn là học tập có lẽ là đã tự tin hơn thế nên lúc hỏi bài thầy cô hỏi bài bạn bè cô đã tự nhiên hơn trước không còn lo sợ bị từ chối nữa nếu như không hiểu cũng rất tự nhiên mà nói ra cậu có thể giảng lại cho tôi một lần nữa được không rất nhanh kỳ thi giữa kỳ đã tới. Kết quả thi của cô đứng top 10 trong lớp, còn Châu Di thì tụt xuống vị trí thứ 20. Dường như vị trí của hai người bọn họ được đổi lại cho nhau vậy. Cô ấy giả vờ là một tờ bảng điểm, cầu xin cô. Cậu nhất định đừng nói lộ với mẹ tớ đấy, nếu không thì tớ lại bị ăn đòn nữa. Cao Nhược Hy khuyên cô ấy. Châu Di, cậu còn như thế này nữa là không ổn đâu. Điều quan trọng nhất với chúng ta hiện tại là thi đại học châu di không kiên nhẫn móc móc lỗ tai sao cậu nói giống hệt như mẹ tớ vậy đúng rồi mấy ngày hôm nay tớ nói với thầy trương buổi tối không học tiết tự học cậu phải yểm hộ giúp tớ đấy bọn cô là học sinh ngoại trú buổi tối nếu như có tình huống đặc biệt thì có thể xin nghỉ buổi tự học buổi tối châu di nói với dì giả mình học ở trường nhưng nói với thầy trương là về nhà thực ra có lẽ là đi yêu đương cùng với lương bình Cao Nhược Hy lo thay cho tình hình của Châu Di. Nhưng khuyên cũng khuyên nhiều rồi. Cô ấy đã bắt đầu trốn tránh cô. Lần này chọn chỗ ngồi, cô không còn mê như trước nữa. Chỉ chọn được một vị trí cách một lối đi ở phía sau, treo với chỗ ngồi của thẩm Bạch Quang. Dù sao thì vị trí xung quanh người đứng đầu lớp cũng là chỗ rất tốt mà. Có những lúc học mệt quá, cô sẽ ngẩng đầu lên ngắm dần mặt của cậu ta. Phần lớn thời gian cậu ta đều đang nghe giảng. Có những lúc ngây người, có lúc thì làm ra vẻ đang học, nhưng thực ra là đang đọc tiểu thuyết. Thẩm Bạch Quang như là chạm xăng của cô, mỗi lần cô lơ là, chỉ cần nhìn cậu ta là cô sẽ nói với bản thân. Sau khi thi cuối kỳ thì sẽ chia ban tự nhiên và xã hội, phải chia lớp chọn và lớp thường rồi. Nếu như cô bị xếp học ở lớp thường, vậy thì ngay cả tư cách để học cùng một tòa nhà với cậu ta cũng không có. Đương nhiên Thẩm Bạch Quang không biết tâm tư nhỏ này của cô. Lúc nào cậu ta cũng hoạt bát, không chú ý tới nhiều chi tiết. Mỗi thứ sáu đều sẽ đưa tiền cho cô. Nhiều khi đây là tiền đồ ăn sáng của tuần sau. Ngày nào cô cũng mang hai cái bánh bao nhân thịt, một cái nhân rau củ, một túi nước đậu tới cho cậu ta. Có lúc thẩm bạch quang bất giác nói, có phải tiền lần trước hết rồi không? Cậu ta lấy từ trong túi ra đưa cho cô 200 000 Thêm này, thêm này. Trương siêu giáo huấn cậu ta. Ra mặt cậu dày thế, cũng không hỏi xem người ta có đồng ý không mặt thẩm bạch quang ẩn chứa ý cười nhìn cô mang đồ ăn sáng cho anh đây là vinh hạnh của cậu ấy buộc phải đồng ý đúng chứ cao nhược hy không chịu nổi nụ cười của thẩm bạch quang con nai nhỏ chạy loạn trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn ung dung thản nhiên nói để mặt cậu giảng bài cho tôi thôi trương siêu bất mãn tôi cũng giảng bài cho cậu mà vậy cậu có cần tôi mang bữa sáng cho không bỏ đi không thêm công việc cho cậu đâu sau khi đổi chỗ xong và một ngày nào đó bạn nữ tên tinh tinh ngồi đằng sau cô đột nhiên rẻ giặt mà hỏi cô nhược hy tôi có thể hỏi cậu câu này không cao nhược hy lấy làm lạ cậu hỏi tôi á mà tinh tinh lập tức đỏ bừng nếu nếu cậu không có thời gian thì cũng không sao khoảnh khắc ấy cô có thể nhìn thấy bản thân trước đây trên người cậu ta căng thẳng nhát gan sợ bị từ chối cao nhược hy mỉm cười có thời gian "Vừa rồi tôi chỉ nghĩ thành tích học tập của tôi không tốt, sợ sẽ không trả lời được câu hỏi của cậu thôi." Tinh Tinh vội nói. "Sao có thể chứ? Lần thi giữa kỳ này cậu xếp thứ 10 trong lớp, nằm trong top 100 của khối đấy. Cậu học rất giỏi mà." Có lẽ là do cô đã từng là học sinh yếu, thế nên lúc cô giảng bài sẽ càng chi tiết, nhẫn nại hơn. Từ đó về sau, Tinh Tinh rất thích hỏi bài cô. Không chỉ có cô ấy, mà còn có rất nhiều bạn học khác nữa. Thời cấp 3, trong mắt mọi người đều là những học sinh ưu tú, nhưng thực ra có rất nhiều học sinh có thành tích học tập bình thường, cũng vẫn đang nỗ lực. Họ không leo lên được đỉnh cao, có thể là vì tư chất không đủ, hoặc có lẽ là vì chưa chạm tới ngưỡng cửa của học hành. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, rất nhanh đã tới kỳ thi cuối kỳ, lần này chính là cánh cửa quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định sau khi phân ban cô sẽ học ở lớp bình thường hay là lớp chọn. Ban tự nhiên có hai lớp chọn, mỗi lớp có 50 người. Buổi tối tự học hôm đó, sau khi cô nghe Thẩm Bạch Quang giảng xong một câu hỏi lớn, thì hỏi cậu ta, nếu sau này tôi học lớp thường thì chúng ta có còn là bạn không? Lần này cuối cùng cô cũng có can đảm hỏi rồi. Thẩm Bạch Quang ngây người, sau đó dùng bút đánh mạnh vào đầu cô. Nói bậy gì thế? Cậu chắc chắn có thể vào được lớp chọn. Hơn nữa tôi bấm ngón tay rồi, chúng ta còn học cùng một lớp nữa. Trương Siêu cũng đáp lại, "Còn tôi nữa, ba người chúng ta chắc chắn là học cùng một lớp." Những ngày đợi có kết quả, Cao Nhược Hy đứng ngồi không yên. Lúc này thành tích thi đại học của chị cô đã có, chị ấy phát huy ổn định, thi được 28 điểm, chị đã điền nguyện vọng là một trường thuộc top đầu thành phố A. Hầu như ngày nào mẹ cô cũng khoe khoang một lần với những người tới mua bánh bao, cười tới nỗi không khép miệng được. Nhưng nói tới Cao Nhược Hy thì bèn thay đổi sắc mặt. Nếu như lần này con không thi được vào lớp chọn thì đừng học nữa. Chị con học đại học cần tiền. Em con cũng sắp lên cấp 3 rồi. Trong nhà áp lực rất lớn. Trông chờ mòn mỏi. Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này. Cả đêm cô không ngủ ngon. Ngày hôm sau tờ mờ sáng đã dậy rồi. Lúc đi tới trường thì còn chưa mở cổng. Cái nóng ban ngày tháng 7. Cô ngồi ở dưới gốc cây long não trước cổng trường. Lúc này mới mơ màng ngủ thiếp đi trong lúc mơ màng đầu bị người khác vỗ một cái. ngẩng đầu nhìn lên thì thấy thẩm bạch quang, mặt trời nóng rực, bao trọn lấy cậu ta. Thẩm bạch quang giống như vị thần đạp trên ánh sáng mà tới. Ngồi ở đây làm gì, sao không vào trong đi? Thì ra không biết từ lúc nào, cổng trường đã mở rồi. Cao Nhược Hy vội vàng đứng dậy, nhưng không ngờ tê chân, mà đứng dậy gấp quá, mắt thấy sắp ngã chồng vó lên rồi. Cũng may thẩm bạch quang nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại. Nhược Hy, cậu ngốc quá đi Có phải tứ chi cậu không phối hợp điều hòa được với nhau Thế nên lúc nào cũng ngã không hả Ha ha Cậu ta phiền quá đi Cô cảm thấy hơi hối hận vì yêu nhầm cậu ta rồi Cao Nhược Hy hất tay thầm bạch quang ra Sau đó chạy thẳng tới bảng điểm của ban tự nhiên Danh sách tổng cộng có 3 cột Cột đầu tiên là tên Cột thứ hai là xếp hạng toàn khối Cột thứ ba là lớp Cao Nhược Hy điên cuồng tìm kiếm Cuối cùng cũng tìm thấy tên cô Cao Nhược Hy xếp hạng 60 toàn khóa ban tự nhiên là lớp 1 ban tự nhiên. Lớp chọn. Cô học lớp chọn. Trong tức khắc, vành mắt cô đỏ bừng, sau đó mới đi xem của Thẩm Bạch Quang. Thành tích của Thẩm Bạch Quang rất dễ tìm, là vị trí thứ nhất của ban tự nhiên. Cậu ta được xếp vào... Còn chưa xem xong thì Thẩm Bạch Quang đã chen tới bên cạnh cô. Nhược Hy, chúng ta thực sự học cùng một lớp này. Tôi đã nói rồi mà, khoảnh khắc này đầu óc cô ong ong dường như cách biệt giọng nói của những người khác chín giờ sáng mùa hạ mặt trời đã rất trói trang chiếu lên những giọt mồ hôi trên trán của hai người bọn họ cao nhược hy đỏ mắt cười với thẩm bạch quang đúng rồi chúng ta lại học cùng một lớp trùng hợp thật cảm ơn cậu nhé thẩm bạch quang trùng hợp thật thẩm bạch quang trong biển người mênh mông bọn họ học cùng một trường cấp 3, vào cùng một lớp cảm ơn cậu thẩm bạch quang bởi vì luôn theo đuổi cậu ấy Thế nên cô mới liều mình cố gắng Hết lần này tới lần khác vượt qua chính bản thân mình Trương Diêu cũng nhích tới gần Cười không khép miệng được và nói Hay đây chính là cậu được ước thấy à Tôi cũng học lớp 1 này Cao Nhược Hy chậm chậm bình ổn lại cảm xúc Đi tìm tên của Châu Di Vậy mà cô ấy lại được xếp vào lớp 3 Lớp thường Thành tích thi ban tự nhiên của cô ấy Xếp thứ 105 toàn khóa Thực ra chỉ cần cao hơn chút nữa là có thể vào được lớp chọn rồi. Cao Nhược Hi nhìn quanh, tìm thấy Châu Di trong nhóm người. Miệng cô ấy đang ngậm một viên kẹo, vẻ mặt không quan tâm gãi gãi đầu. Lần này thì thảm rồi, quay về nhất định bị đánh một trận. Châu Di, đây là chuyện một trận đòn hay sao? Chuyện này liên quan tới đời người, liên quan tới tương lai của cậu đấy. Chẳng lẽ chuyện này không quan trọng hay sao? Đáng tiếc cô ấy nghe không lọt tai, chỉ vỗ vỗ vai cô. Cậu học hành cho tử tế để tới gần hơn với người trong lòng cậu. Tớ cũng muốn tới gần hơn với người trong lòng của mình. Trong thời gian nghỉ hè, chị gái cô đã nhận được thông báo trúng tuyển đại học. Bố mẹ đặc biệt đóng cửa tiệm 3 ngày để tổ chức tiệc. Bà con họ hàng xa gần đều tới chúc mừng. Trên bàn ăn mọi người khen chị gái cô không ngớt lời. Đương nhiên thuận tiện cũng hỏi tới cô. Hiện giờ nhiều khi cũng học trung học số 1, thành tích học tập thế nào? Bà nội liếc mắt. Còn thế nào được nữa, lãng phí tiền của bố mẹ chứ còn gì, nhược khi làm sao mà so được với chân chân. Tôi đã nói với nó đừng đi học nữa, về nhà giúp đỡ bố mẹ, nhưng mà nó không chịu. Đứa trẻ này chẳng biết hiếu thuận gì cả. Họ hàng đồng loạt nhìn về phía cô. Trước đây cô sợ nhất là những buổi như vậy. Em trai là con trai, làm gì mọi người cũng không phê bình nặng nề. Chị lại giỏi như thế, lần nào cũng được khen ngợi. Cô kẹt ở giữa, lúc nào cũng bị bới lông tìm vết. Bố mẹ cũng chưa từng nói đỡ giúp cô Nhưng lần này cô mỉm cười nói từng chữ một Lần phân ban này Cháu xếp thứ 60 toàn khóa Và được vào lớp chọn Cô họ kinh ngạc Cháu được vào lớp chọn à Tôi có đứa cháu ngoại cũng cùng khóa với cháu đấy Lần này thi không được vào lớp chọn Lớp chọn của trường trung học số 1 được đấy Cháu chỉ cần giữ vững phong độ này Thì thi vào trường top 1 Cũng không thành vấn đề Cô ấy vô cùng ngưỡng mộ Anh trai chị dâu Hai người đúng là có phúc quá. Đừng thấy hiện giờ hai người mở sạp bánh bao vất vả. Nhưng sau này anh chị có hai đứa con gái học đại học. Ngày tháng sau này không cần nghĩ cũng biết là sẽ sung sướng thế nào. Cô ấy thở dài nói. Đừng nói hiện giờ nhiều khi đã vào lớp chọn. Cho dù có học lớp bình thường ở trường này thì cũng có hy vọng đó. Nếu như con trai em mà thi được vào trường trung học số 1 Vậy thì em có đập nồi bán sắt cũng phải cho nó đi học những họ hàng khác cũng thi nhau phụ họa nói rằng bố mẹ cô có phúc nói họ có cách giáo dục con cái nuôi được hai đứa con gái thông minh mẹ cô nhìn cô một cái hiếm thấy nở một nụ cười nhiều khi không được xuất sắc như chị gái nhưng mà cũng thông minh chúng tôi vẫn luôn ủng hộ con bé đi học có họ hàng gật đầu nói thời nay khác rồi con gái cũng có thể bồi dưỡng mà chúng ta cũng chẳng có tay chân ô dù gì cả vẫn là đi học đáng tin nhất cậu cô nói đùa hồi nhỏ anh chẳng nói để em nuôi nhược ghi sao hồi đó em vướng hai đứa nhóc ở nhà không có thời gian bây giờ vợ chồng anh chị có muốn để em nuôi nữa không bố cô đặt ly rượu xuống mơ đi muốn có con gái thì tự cậu sinh đi trong lòng lại ngập tràn sự chua xót thì ra trước đây họ nói là muốn đưa cô cho người khác là thật bà nội vẫn còn lẩm bẩm ông cậu dạy bảo bà các cháu học được là chuyện tốt sau này có thể làm dạng danh tổ tông cháu cũng được hưởng phúc bớt nhúng tay vào đi cũng kể từ đó trở đi bố mẹ cô không còn nhắc tới chuyện để cô bỏ học quay về kinh doanh tiệm bánh bao nữa bà nội thì vẫn luôn không muốn gặp cô nhưng cũng không mắng mỏ trước mặt nữa em trai cô thì sắp thi cấp 3 rồi mẹ cô đã đăng ký cho thằng bé một lớp ôn thi thẩm bạch quang và trương siêu đăng ký vào học ở một lớp olympic toán học hỏi cô là có muốn học không nền tảng môn toán của cô không tốt lớp Olympic lại là lớp tăng cường. Nếu là trước đây, cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng kỳ nghỉ hè dài như vậy, nếu như đi học thì cô có thể thường xuyên được gặp cậu ta nhỉ? Cô thử thăm dò ý của bố mẹ cô. Mẹ cô nhíu mày nói, lớp này phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Nhà chúng ta còn có nhiều thứ phải dùng tiền lắm. Cao Nhược Hy không chuồn bước. Nếu như được giải, thì lúc thi đại học có thể được cộng điểm. Con muốn thử xem sao? Cao Nhược Hy kiên trì, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Cuối cùng bố mẹ cô cũng nhượng bộ, nộp học phí cho cô. Trong lớp Olympic toán học, Thẩm Bạch Quang ngồi bên phải cô, Trương Siêu ngồi bên trái cô. Ba người bọn họ gần như ra vào có nhau, nói nói cười cười. Lý Lăng ghen tị tới nỗi, mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Với cái thành tích đó của cậu, đi học lớp này đúng là phí tiền. Cao Nhược Hy nhìn cô ta, cười nhạt. "Có lẽ vậy." nhưng mà hiện giờ tôi học cùng một lớp với thẩm bạch quang cậu ta cũng đồng ý làm bạn cùng bàn với tôi lý lăng suýt thì bị tức chết châu di giơ ngon cái về phía cô nhược hy đỉnh của chóp sức tấn công của cô ấy yếu rồi châu di lắc lắc đầu không phải cô ấy yếu mà là cậu trở nên mạnh mẽ rồi châu di chỉ tới nghe giảng một buổi sau đó không tới nữa nhưng cậu ta vẫn cứ nói dối gì giả rằng bản thân đang đi học một ngày mưa lớn vào tháng 8 nào đó, dì giả tới đón cô ấy về nhà, nhưng lại phát hiện ra cô ấy không đi học. Dì giả tìm thầy giáo mới biết được, châu di không hề nộp học phí, cũng chẳng tới học gì cả. Tối đó hai mẹ con đã cãi nhau to. Dì ấy dùng cây cán bột đánh cho châu di một trận. Châu di xông ra khỏi cửa, chạy vào màn mưa, nói rằng không muốn làm con gái của dì ấy nữa. Dì giả che ô khóc lóc, đi tìm cô ấy một vòng, nhưng không tìm được. Cuối cùng lúc đi qua tiệm bánh bao nhà cô, dì khóc. Đứa trẻ này sao lại không nghe lời như vậy? Với thành tích hiện giờ của con bé, sao mà thi đại học được đây? Một mình tôi nuôi nó lớn phải khó khăn thế nào chứ? Sao nó không thể nghĩ cho tôi một chút? Nếu như con bé có thể ngoan ngoãn được nửa phần như nhược hy thì tốt rồi. Trời mưa lớn như vậy, con bé có thể đi đâu chứ? Liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Nói rồi dì ấy ôm bụng quẹ một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi. Cả gia đình cô vội vàng đưa dì ấy đi bệnh viện. Ngày hôm sau có kết quả, sắc mặt bác sĩ nghiêm trọng. Tình hình không được lạc quan, có khả năng là ung thư dạ dày. Tốt nhất mọi người nên nhanh chóng đi lên bệnh viện thành phố khám lại. Mưa gió đập mạnh vào khung cửa sổ. Dì giả sờ tìm chiếc điện thoại Nokia, bên trong điện thoại trống không. Dì ấy lầm bẩm Trời mưa lớn như thế, chắc chắn tối qua con bé không về nhà. Tôi phải đi tìm con bé. Nói rồi dì ấy định đứng dậy. Cô ấn dì ngồi xuống. Dì đừng cử động, để cháu đi tìm giúp dì. Cháu nhất định sẽ tìm cậu ấy về. Cao Nhược Hy đi tới cửa thì dì giả gọi cô lại. Đừng nói với con bé có khả năng gì sẽ bị ung thư. Trời như thể bị khoét một cái lỗ. Cơn mưa xối xả gột rửa dòng nước bẩn bên đường. Cuốn về phía miệng cống. Cao Nhược Hy đi tới tiệm bia đó có lẽ là do thời tiết xấu thế nên trong tiệm không có khách đèn nhà vệ sinh đang bật trên cửa kính thủy tinh có mở hai bóng người đang quấn lấy nhau cao nhược hy gọi một tiếng châu di cặp đôi ấy khựng lại rất nhanh đã tách ra cửa nhà vệ sinh mở ra châu di đầu tóc loạn xạ dạ, khóe mắt đỏ bừng khuôn miệng hơi sưng lên đi ra ngoài cao nhược hy đưa tay kéo cô ấy châu di đi về với tớ tớ không về Châu gì hất tay cô ra, mất kiên nhẫn. Về làm gì? Để bị mẹ đánh à? Tớ không muốn học nữa. Tớ muốn ở bên Lương Bình. Nếu bà ấy muốn nuôi một đứa con gái để học đại học, vậy thì để bà ấy sinh thêm một đứa nữa đi. Khoảnh khắc ấy, cơn tức của cô sông lên. Cao Nhược Hy quên mất lời dặn dò của dì giả, hét thật lớn. Mẹ cậu có thể ung thư dạ dày đấy. Bà ấy có thể sẽ chết. Bà ấy sẽ không thể sinh đứa con thứ hai nữa đâu. Vẻ mặt của Châu Di như thể bị xét đánh một lúc lâu sau, cô ấy mới phản ứng lại được, không thèm bật ô mà đã xông vào cơn mưa. Ngay cả Lương Bình hét lên, anh đưa em đi, cô ấy cũng không nghe thấy. Cao Nhược Hy đi ra cửa tiệm được hai bước, rồi lại quay lại nhìn về phía Lương Bình. Anh thực sự thích Châu Di sao? Lương Bình mím môi không lên tiếng. Nếu như anh thực sự thích cậu ấy, vậy thì tránh xa cậu ấy ra. Muốn dĩ cậu ấy phải nằm trong top 10, nhưng anh xem xem tình trạng hiện giờ của cậu ấy đi anh sẽ hại cuộc đời của cậu ấy nếu như anh không thích cậu ấy vậy thì xin anh tha cho cậu ấy đi cho cậu ấy một con đường sống trong mưa bão ầm ầm lương bình nắm chặt bàn tay sắc mặt âm u nhìn về phía cô anh ta sẽ đánh cô ư khi đó cô cũng hơi sợ nhưng lại nghĩ tới chuyện từ nhỏ tới lớn châu di đều là người chắn trước mặt cô bảo vệ cô lần này đổi lại là cô đi đổi lại là cô giúp cô ấy cắt đứt tơ tình chặt đất quá khứ. Cao Nhược Hy dùng hết sức nói từng câu từng chữ. Lương Bình, cậu hãy tránh xa cậu ấy một chút. Nếu không tôi sẽ nghĩ mọi cách, bằng mọi giá khiến anh sống không yên đâu. Châu Di thuyết phục Dì giả đi bệnh viện thành phố khám lại. Trước khi đi, cô cùng cô ấy đi gặp Lương Bình, vẫn là tiệm Bia đó. Ngay cả mưa gió bão bùng cũng ngừng rồi, ánh mặt trời gay gắt của mùa hạ lại trở lại trên trời cao. Chiếc quạt điện lớn màu đen thổi góc áo của Lương Bình bay lất vất. Anh ta khoác vai cô gái ăn mặc phong cách giống Nhật Bản ở bên cạnh. Hôn chụp một cái lên mặt của cô ta. Mất kiên nhẫn, nói. Châu Di, đừng quân lấy tôi nữa. Chúng ta chia tay đi, tôi chán rồi. Nước mắt Châu Di lăn xuống, hét lên với anh ta. Rõ ràng mấy ngày trước anh còn nói sẽ dẫn em đi. Tại sao nhanh như vậy đã thay lòng rồi? Cô ấy đấm vào ngực Lương Bình. Giọng nói Lương Bình hờ hững, Biết sớm cô là đứa con gái đanh đá Thì tôi đã không làm quen với cô rồi Khoảnh khắc đó ánh sáng trong mắt Châu Di vụt tắt Cao Nhược Hy kéo Châu Di ra ngoài Lúc ra khỏi cửa tiệm u ám đó Cô quay đầu lại Nhìn thấy thiếu niên ngạo nghễ ngẩng cao đầu Nơi khóe mắt còn động lại một giọt lệ long lanh Cao Nhược Hy mở miệng dùng khẩu hình nói Cảm ơn Cảm ơn anh đã dứt khoát giải quyết nhanh chóng Dị giả quả thực là mắc ung thư dạ dày nhưng may mà phát hiện sớm. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ thì tạm thời không còn nguy hiểm gì tới tính mạng. Sau khi dì ấy xuất viện thì trường bọn họ cũng bắt đầu khai giảng rồi. Hôm đó Châu Di cầm quyển sách tới tầng 5 hỏi bài cô. Cô ấy cười yếu ớt nói. Đúng là phong thủy luân chuyển, hiện giờ tới lượt tớ hỏi bài cậu rồi. Cô an ủi cô ấy. Đây là trong ba người thì chắc chắn sẽ có một người là thầy của mình. Châu Di, từ nhỏ cậu đã thông minh hơn tớ, chỉ cần cậu cố gắng, rất nhanh thôi là có thể đuổi kịp tớ. Tớ đợi cậu ở lớp chọn. Trường có quy định, nếu như học sinh của lớp bình thường có thể lọt vào top 50 vào kỳ thi cuối kỳ thì sẽ được thay thế những học sinh đội sổ của lớp chọn. Như vậy cũng có thể khiến cho học sinh của lớp chọn không được lơ là. Từ hôm đó trở đi, Châu Di học ngày học đêm. Cô ấy như thể đột nhiên mất trí nhớ, quên mất trên đời này còn có một người tên là Lương Bình. Kỳ thi cuối kỳ của học kỳ ấy, cô ấy thi được vị trí 65 toàn khối. Còn thiếu chút xíu nữa thôi, không sao cả, lần sau tới nhất định sẽ làm được. Còn cô thì xếp thứ 49 toàn khóa. Cao Nhược Hy đã không còn quá để tâm tới việc, liệu có thể được ngồi cùng bàn với Thẩm Bạch Quang nữa không? Bởi vì cho dù không ngồi cùng nhau, vào giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa hay là giờ tự học buổi tối, cô Thẩm Bạch Quang còn có cả Trương Diêu cũng nói chuyện với nhau rất nhiều. Thậm chí cô còn có thể phản kháng lại lời cậu ta nói. Cô có thể trừng mắt với cậu ta. Cô có thể mắng lại cậu ta. Cậu mới là đồ ngốc ấy. Vẫn có vô số khoảnh khắc rung động nữa. Trước khi ngủ, nhớ tới gương mặt của cậu ta thì trái tim sẽ đập loạn. Khi ấy cô sẽ nói với bản thân mình rằng Cao Nhược Hy, mày buộc phải cố gắng hết mình. Mày không thể buông lòng chút nào. Có như vậy mày mới có thể mãi mãi đứng bên cạnh cậu ấy. Mày phải trở nên xuất sắc từng chút từng chút một. Có như vậy mày mới có thể kề vai sắt cánh cùng cậu ấy. Đêm Tết nguyên đán, hội thể thao trường. Khi cần biểu diễn tiết mục, thì các bạn đều sẽ bảo cô biểu diễn. Dù sao cô cũng đã có kinh nghiệm rồi. Cạo Nhược Hy cũng có thể tự tin mà lên sân khấu. Dù sao thì, hát chay ở kỷ niệm thành lập trường cô cũng đã trải qua rồi. Còn gì đáng sợ nữa đâu. Thì cuối kỳ lớp 11, Châu Di xếp thứ 45 toàn khối. Hai người bọn họ đứng trước bảng thông báo xem bảng danh dự, ôm lấy nhau cùng khóc òa lên. Điều này đồng nghĩa với việc nhát dao khi ấy của cô không chém lầm. Đồng nghĩa với việc Châu Di đã có được một cuộc đời mới. Lớp 12 bắt đầu đi học sớm, Châu Di được chuyển tới lớp 1. Hai người bọn họ thuận lợi được học cùng nhau rồi. Nhóm ba người hiện giờ trở thành nhóm bốn người. Bọn họ cùng nhau giải đề, cùng nhau thảo luận, cùng nhau so đáp án, cùng nhau ăn cơm và cùng nhau ngây người. Hiện giờ nghĩ lại khoảng thời gian lớp 12, dường như chỉ còn lại những đề thi mãi mãi không thể làm hết được. Và còn những con số đếm ngược thời gian thi trên bảng đen đang ngày ngày giảm dần. Kỳ thi thử học kỳ 2 lớp 12, thành tích của cô luôn ổn định ở khoảng top 20-30 tới 30 toàn khối, lên không được mà cũng không rớt. Thành tích của Châu Di giao động lớn nhất. Lúc thi tốt thì có thể vào top 10, lúc thi kém thì sẽ rớt xuống khoảng top 30, Thẩm Bạch Quang thì gần như vẫn xếp đầu tiên, nhưng cậu ta cũng ít đi chơi bóng rổ hơn. Trương Siêu thì dao động ở trong khoảng 5 tới 10. Và lúc bọn họ tưởng rằng vẫn còn có thể làm thêm một đề thi, bổ sung một chút kiến thức nữa, thế nhưng đã không còn thời gian nữa. Thi đại học, nó tới rồi. Cao Nhược Hy được phân cùng một điểm thi với Thẩm Bạch Quang. Trong khoảng thời gian làm bài thi, cô ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của cậu ta. Trong lòng Thẩm nói, Nhược Hy, mày phải phát huy tốt. Hôm tra điểm thi, từ sáng sớm Thẩm Bạch Quang và Trương Siêu đã tới tìm cô. Họ vẫy tay với cô ngay trước mặt bố mẹ cô. Nhược Hy, gọi Châu Di nữa, chúng ta tới quán hết tra điểm đi. Cô căng thẳng chết mất, sợ tình cảm của bản thân bị nhìn thấu. Nhưng bố mẹ cô chỉ hơ hơ tay. Vậy con đi đi. Sau khi lên lớp 12, thái độ của họ cũng tốt với cô hơn trước rất nhiều rồi. Cao Nhược Hy cũng trở thành con nhà người ta trong lời người lớn nói. Sau khi bật máy tính ở quán hét lên, cô lừa đã mất hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cũng tới thời gian tra điểm. Bốn người bọn họ cùng nhập số căn cước công dân, lướt lướt web tra điểm. Trương Siêu hô lên. Chết, tôi được 29. Rất nhanh Châu Di cũng nói. Tôi 28. Giọng nói của Thẩm Bạch Quang cũng không giấu được niềm vui sướng. Tôi 29,5. Còn Cao Nhược Hy thì vẫn đang mắc lại ở trang web. Làm thế nào cũng không loát được cảm giác thời gian trôi qua như gần một thế kỷ. Cuối cùng trang mạng cũng hiển thị điểm của cô. Ngữ văn 8, toán 10, tiếng Anh 9, tổng điểm là 27. Khoảnh khắc ấy nước mắt cứ thế mà trào ra. Cao Nhược Hy nắm chặt tay của thẩm Bạch Quang ở bên cạnh, nghẹn ngào và nói. Tôi thi được 27 điểm. Mắt thẩm Bạch Quang đo đỏ. Nhược Hy, cậu giỏi lắm. Tôi biết trước là cậu sẽ làm được mà. Để năm ấy khó, Điểm thi của cô xếp thứ 17 toàn khóa, cũng coi như là phát huy tốt hơn với bình thường một chút. Ba ngày sau, hai người bọn họ tới trường điền nguyện vọng. Cao Nhược Hy kém hơn Thẩm Bạch Quang 2,5 điểm, nên không thể điền nguyện vọng cùng một trường được, nhưng có thể ở trong cùng một thành phố. Cao Nhược Hy cầm đơn điền nguyện vọng đi khắp nơi tìm Thẩm Bạch Quang, muốn hỏi xem cậu ta định học ở đâu. Cô chạy men theo sân thể dục, chạy về phía ánh sáng trong lòng cô, chạy về phía giấc mơ cô đã đè nén 3 năm. Cơn gió nóng hồi mùa hạ lướt qua mặt cô, lá cây ngọc lan đang xào xạc kêu lên như thể đang vỗ tay cổ vũ cho cô vậy. Chúng nói, Nhược Hy, chúc mừng cậu. Nhược Hy, cố lên nhé. Cao Nhược Hy tìm thấy thẩm bạch quang ở một bốn hoa nhỏ trên sân thể dục. Lý Lăng đang vùi mình trong lòng cậu ta, lặng lẽ khóc nức nở. Tôi thi hỏng rồi, mới có 17 điểm, tôi phải làm thế nào đây? với điểm này thì ngay cả trường tốt một chút thuộc công lập cũng không vào được thẩm bạch quang khẽ vỗ lưng cô ta dịu dàng nói nếu như cậu muốn học thì có thể đi du học nếu không được nữa thì cậu có thể học lại cũng được học thêm một năm với thực lực của cậu tôi tin chắc là không thành vấn đề đâu lý lăng từ trong lòng thẩm bạch quang ngước đầu lên nước mắt tèm lem nhìn cậu ta tôi học lại một năm thì có thể học cùng trường với cậu không đương nhiên có thể chào mừng cậu đến với trường đại học a nha đàn em vậy cậu nhất định phải đợi tớ đấy được thay mai trúc mã bạn nối khố thì ra thực sự khó mà lay động thì ra cô chỉ là nữ phụ trong tiểu tuyết. nhìn thì có vẻ phong quang vô tận nhưng thực ra vẫn chỉ là người thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính cao nhược hy không biết bản thân cô quay về phòng học thế nào nữa một lúc lâu sau thẩm bạch quang cũng quay về trên người cậu ta vẫn còn vương mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Có lẽ là mùi hương trên người Lý Lăng lưu lại Nhược khi tôi định điền đại học thành phố A Cậu có muốn suy nghĩ một chút tới đại học ở thành phố A không? Cao Nhược Hy yếu ớt nở nụ cười. Tôi định điền đại học B. Trương Siêu cũng sắp lại gần. Điểm của chúng ta gần bằng nhau. Tôi cũng điền đại học B. Cậu có thể chọn trường nào khác tốt hơn mà. Trương Siêu cười cười. Nhưng trường tốt hơn lại không có cậu. Cao Nhược Hy ngây người. Thẩm Bạch Quang bổ sung không có người anh em tốt như cậu. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, Thẩm Bạch Quang tập hợp mọi người lại tổ chức một bữa tiệc tri ân thầy cô. Mời thầy Trương và các thầy cô giáo bộ môn cùng tới. Ăn rồi ăn, thế rồi thầy Trương khóc lóc lúc nào không hay. Năm nào cũng phải tiễn một nhóm học sinh đi. Nhưng các em của khóa này là thầy không nỡ nhất đấy. Thầy Toán ngắt lời. Đừng cảm động, năm nào thầy ấy cũng nói câu này. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mọi người đề nghị đi hát karaoke. Các thầy cô thì đều không đi. Một đám học sinh bọn họ cùng nhau đi tới quán karaoke. Trước khi vào trong phòng, Thẩm Bạch Quang gọi cô lại. "Nhược Hi, lát nữa cậu ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Trương Siêu chọn một bài hát có tên là "Hôm nay em muốn gả cho anh." "Nhược Hi, cậu hát chung với tôi bài này đi." "Chỉ là hát mà thôi, cô không để tâm lắm." Nhưng cô không ngờ cô hát đến cuối bài thì cậu ta lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ ở trong túi quần quỳ một chân xuống đất nhược hy làm bạn gái mình nhé trong phút chốc bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng không biết ai hô lên một tiếng đồng ý đi đồng ý đi cả căn phòng lúc này bắt đầu hô lên theo cao nhược hy quay phát qua nhìn thẩm bạch quang dưới ánh đèn mờ tối trong căn phòng cô nhìn không rõ biểu cảm của cậu ta nhưng lại nhìn ra được cậu ta cũng khe khẽ vỗ tay giống như những người khác. Cao Nhược Hy kéo Trương Siêu ra ngoài phòng. Một đường chạy thẳng xuống dưới tầng, sau đó từ chối cậu ta. Xin lỗi cậu, tớ chỉ coi cậu là bạn. Ánh sáng trong đôi mắt Trương Siêu vụt tắt, cậu ta cười thoải mái. Dù sao cũng yêu thầm cậu hai năm rồi, tôi có thể ôm cậu một chút được không? Cao Nhược Hy giang tay ra, khẽ ôm lấy cậu ta. Có lẽ Trương Siêu hơi đau lòng, thế nên rời khỏi trước. Cao nhiều khi quay về phòng thì nhìn thấy Thẩm Bạch Quang đang đứng hút thuốc ở hành lang. Trong làn khói mờ mịt, khuôn mặt cậu ta hiện rõ vẻ không chân thực. Cô đi qua hỏi cậu ta: Vừa rồi cậu định nói gì với tôi thế? Thẩm Bạch Quang liếc mắt nhìn cô, sau đó lắc lắc đầu: Không có gì, không phải chuyện gì quan trọng cả. Thực sự không có sao? Đúng vậy. Nhưng cô có, cô có sự mến mộ vô hạn, có tình yêu chứa chan muốn nói với cậu ta nhưng cô lại mất đi dũng khí hút xong điếu thuốc rồi dập tắt đầu thuốc đi thẩm bạch quang cười cười chúng ta ôm một cái nhé coi như là nói lời tạm biệt với tình bạn ba năm này tình bạn cô giang tay ra ôm thẩm bạch quang bàn tay khe khẽ đặt lên lưng cậu ta cách quá xa cô không cảm nhận được nhịp tim của cậu ta hoặc có lẽ là trái tim của cậu ta từ trước tới giờ chưa từng thuộc về cô sau khi khai giảng cô cùng Trương Siêu tới trường nhập học. Bắt đầu vào học được 1-2 tháng đầu, cậu ta còn thường xuyên tới tìm cô. Sau này thì cũng ít gặp mặt dần. Về sau cậu ta giới thiệu cho cô bạn gái của mình. Cùng khoa, có hai chiếc răng khảnh nhỏ, cười lên trông rất đáng yêu. Trương Siêu nói với cô, Nhược khi, bây giờ tôi đang nghi ngờ không biết tình cảm với cậu, rốt cuộc là tình đồng chí hay là tình cảm nam nữ nữa. Cao Nhược Hy cười, không quan trọng nữa, dù sao sau này chắc chắn là tình đồng chí Hôm đó là sinh nhật Cao Nhược Hy Cô uống rất nhiều rượu Đầu óc mơ mơ màng màng 11 giờ đêm cô nhận được điện thoại của Thẩm Bạch Quang Thực ra bắt đầu từ cái ôm hôm ấy Hai người bọn họ rất ít khi liên lạc với nhau Nhược Hy Sinh nhật 19 tuổi vui vẻ Nước mắt cô trào ra Cậu có điều ước gì không? Cao Nhược Hy cười ha ha Không có điều ước gì cả Trước đây học cấp 3 Mỗi lần sinh nhật tôi đều ước Mong rằng thẩm bạch quang thích tôi Nhưng điều ước ấy chưa từng thành hiện thực Tất cả đều là lừa trẻ con thôi Thế nên hiện giờ tôi không tin nữa Cao Nhược Hy tự lầm bầm một mình Cô cũng không quan tâm bên kia có nghe hay không Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu Nếu như không phải tôi vẫn luôn đuổi theo bước chân của cậu Thì tôi sẽ không cố gắng như thế Nếu không phải để tiến gần hơn với cậu Thì tôi cũng không trở nên dũng cảm như vậy là cậu khiến cho tôi dám phản kháng dám biểu đạt và kiên trì theo đuổi thẩm bạch quang cao nhược hy thở chậm lại là cậu khiến cho thanh xuân của tôi có thêm màu sắc cho dù tình cảm thầm kín của cô là một cái cây mãi mãi không nở hoa nhưng cũng là cậu khiến cho cô cành lá xum xuê sinh sôi nảy nở là cậu khiến cho cô nhìn thấy phong cảnh ở trên cao thế nên cảm ơn cậu thẩm bạch quang Cảm ơn cậu đã xuất hiện vào năm cô 16 tuổi. Cảm ơn cậu đã chiếu sáng cho thanh xuân của cô. Cảm ơn cậu đã từng đồng hành cùng cô. Trong cơn mơ màng, dường như cô nghe thấy thẩm bạch quang nói gì đó. Nhưng đầu óc cô nặng trịch, vậy nên ngủ thiếp đi luôn. Ngày hôm sau 10 giờ cô mới ngủ dậy, nghe thấy bạn cùng phòng bàn tán xôn xao. Bên dưới có nam sinh không biết là đợi ai nữa, đẹp trai quá đi. Chắc chắn không phải là khoa chúng ta khoa chúng ta chỉ có mấy tên xấu xí thôi. Ký ức dần dần dội về, cô xấu hổ vô cùng. Đánh bụp bụp vào giường, lấy điện thoại ra định cứu vớt vài câu. Nhưng lại đọc được tin nhắn của thẩm Bạch Quang. Ngủ dậy thì xuống đây. Tôi ở dưới tầng đợi cậu. Cao Nhược Hy ló đầu ra ngoài cửa sổ. Chàng trai ở dưới cũng vừa hay ngẩng đầu lên. Ánh nắng mùa đông bao trọn lấy thẩm Bạch Quang. Giống như vô số lần thời cấp 3, Cậu ta ôm một bó hoa cúc baby vẫy tay mỉm cười với cô. Cao Nhược Hy. Sau này cô từng hỏi anh rất nhiều lần. Rốt cuộc, anh đã nói gì với cô? Cao Nhược Hy luôn có cảm giác câu nói đó cực kỳ quan trọng. Thế nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Anh không chịu nói cho cô biết. Mãi cho tới sinh nhật 20 tuổi của cô. Nhóm Châu Di cũng tới. Cô uống hơi say rồi. Trong cơn mơ màng, trong đầu bỗng văng lên câu nói đó. Nhược Hy sao cậu nhanh mồm nhanh miệng vậy lời tỏ tình thì phải để tôi nói trước chứ anh nhìn thấy cô và trương siêu ôm nhau tưởng là hai người bọn cô đến bên nhau rồi thế nên mới lựa chọn thu lại tâm ý của mình cho tới khi nhìn thấy trương siêu công khai bạn gái lúc này anh mới vội vàng gọi điện thoại cho cô còn cô lại tưởng anh và lý lăng yêu nhau may mà mặc dù muộn một chút nhưng hai người bọn họ cũng không bỏ lỡ nhau sau khi có điểm thi đại học Thực ra cô cũng cùng Châu Di tới gặp Lương Bình một lần. Anh ấy đã tốt nghiệp trường nghề, mở một tiệm sửa xe. Lúc hai người bọn họ tới nơi thì Lương Bình vẫn đang làm việc. Một cô gái với cái bụng khá to, đang lau mồ hôi cho anh ấy. Không phải là cô gái với phong cách Nhật Bản khi đó. Cao Nhật Hy hơi căng thẳng, nhưng Châu Di lại thoải mái chào hỏi. Lâu rồi không gặp. Tay Lương Bình toàn là dầu máy, lúc ngẩng đầu lên với vẻ mặt hơi xuất thần. Lâu rồi không gặp, Cô gái mang tay ấy dịu dàng mỉm cười với hai người bọn họ. Mọi người quen nhau ư? Châu Di gật đầu. Bạn học cấp 2. Lương Bình vừa vặn ốc của xe máy vừa hỏi, có kết quả thi đại học rồi chứ? Châu Di gật gật đầu. Ừ, tôi được 28 điểm. Lương Bình đứng dậy, đi sang vòi nước bên cạnh rửa sạch vết bẩn trên tay đi, sau đó mới đưa tay về phía Châu Di. Chúc mừng em. Hai bàn tay một đen một trắng nắm lấy nhau, Châu Di khẽ nói, cảm ơn anh cũng chúc mừng anh sắp được làm bố rồi trên đường trở về cao nhiều ghi vẫn quyết định nói sự thật với cô ấy khi đó lương bình thực sự đem lòng yêu cô ấy vì để không ảnh hưởng tới tương lai của cô ấy nên mới tìm người diễn kịch cơn gió mùa hạ hôm ấy nóng rực châu di khẽ nói thực ra tớ cũng đoán được ra tớ đoán được có lẽ đó là một vở kịch nhưng tớ vẫn thuận nước đẩy thuyền bởi vì chỉ có như vậy thì tớ mới không cảm thấy tội lỗi nhược khi thực ra tớ rất bị ổi đúng không cao nhược khi nắm tay cô ấy không người bị ổi là tớ là tớ đã ép anh ấy cậu rất tốt châu di châu di hít mắt nhìn về phía ánh chiều tà nơi cuối chân trời vừa rồi tớ nhìn thấy anh ấy cũng không còn bất cứ cảm giác rung động nào nữa rồi có lẽ tớ chưa từng thích anh ấy nhưng cứ mãi dây dưa chẳng qua chỉ là đang tuyên chiến với mẹ thôi đều đã qua hết rồi nghỉ hè tự muốn tìm việc làm thêm, kiếm chút tiền nữa. Châu Di ngừng lại một chút, để tới lúc con anh ấy ra đời, mua một phần quà chúc mừng. Sau này Châu Di đi làm thêm kiếm được hơn 3 triệu, cuối cùng không mua gì cả, chỉ là trước khi khai giảng, âm thầm đem lì gì có chứa 3 triệu đó đặt ở trong tiệm của Lương Bình. Đó chính là lời xin lỗi, cũng là lời chúc phúc của cô ấy. Quý vị khán thính giả thân mến, Bộ truyện ngôn tình đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.